chương 366, tôi trả 30 tỷ. Sau khi nghe thấy lời Lâm Thanh Diện nói, người trong phòng chờ đều quay đầu nhìn về phía anh, Trinh Dung thấy là người đàn ông tranh luận với bọn họ ở bãi đỗ xe lúc nãy, trên mặt bông nhiên lộ ra biếu cảm khinh thường. Anh định làm cái gì đây, cũng dám tùy tiện phê bình tôi ở chỗ này, bảo vệ của công ty này đâu, mau gọi bảo vệ của công ty đến, tôi cũng không muốn loại người nghèo này ảnh hưởng đến mạch thiết kế thiết kế của tôi, Trinh Dung lên tiếng. Lúc này hứa Bích Hoài và hướng Vấn Thiên cũng đều đi đến rồi, hướng Vấn Thiên nghe thấy lời Trinh Dung nói, sắc mặt chợt thay đổi. Trinh Dung nhìn thấy hướng Vấn Thiên đi đến, thái độ lập tức tốt hơn, lên tiếng nói, chủ tịch hướng, ông vẫn là mau gọi bảo vệ của công ty đến đuổi hai tên nghèo này đi đi, bọn họ đến công ty của các ông sẽ làm bẩn đồ đạc trong công ty của các ông. Hướng Vấn Thiên lạnh lùng liếc nhìn Trinh Dung, cất lời, e rằng không thể như cô mong muốn rồi, hai người này chính là người cần thiết kế áo cưới hôm nay hơn nữa tôi cũng không có tư cách đuổi hai người bọn họ đi. Tôi vốn còn tưởng rằng cô là nhà thiết kế nổi tiếng trong giới, chắc chắn trình độ sẽ rất cao, mới vừa rồi còn đề cử cô với Ngài Lâm, không ngờ nhân phẩm của cô lại kém như vậy, xem ra hôm nay tôi gọi cô đến đây chính là một lựa chọn sai lầm. Sắc mặt Trinh Dung thay đổi, lần nữa đánh giá Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài, nhìn thế nào cũng không ngờ được hai người bọn họ lại là khách hàng của cô ta. Bình thường cô ta nhận đơn thiết kế đều là ông chủ giàu có trong nước yêu cầu, những người kia có ai không phải là cả người sang trọng giống như hướng vấn thiên chứ, ít nhất trang phục trên người cũng phải tương xứng với giá trị của người thành công đó. Nhìn thế nào thì Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cũng không giống là người thành công, thậm chí cô ta còn hoài nghỉ không biết hai người có thể trả đủ phí mời cô ta thiết kế hay không. Audio điện tử võ tấn bền Chủ tịch hướng, không phải ông đang nói đùa chứ, khách hàng mà lần này tôi phải phục vụ là hai người này. Trinh Dung nhìn hướng Vấn Thiên hỏi. Không sai, đây là Ngài Lâm, còn đây là vợ của anh ấy. Lần này bọn họ muốn thiết kế một chiếc áo cưới, vốn là định để cho hai người đưa ra bản thảo của mình, bọn họ chọn dùng một cái từ trong đó. Hướng Vấn Thiên Sâm mặt nói, Trinh Dung lập tức hơi trột dạ nếu như lần này khách hàng thật sự là Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, vậy chuyện xảy ra ở trong gara trước đó, chỉ sợ đã khiến cho Lâm Thanh Diện quyết định muốn chọn người nào thiết kế áo cưới rồi. Quả nhiên, Lâm Thanh Diện nhìn trinh dung và Châu Vũ Thành, lên tiếng, "Tôi nghĩ đã không cần thiết phải chọn rồi, nhân phẩm của một người cũng ảnh hưởng rất lớn đến tác phẩm của người đó, một người có nhân phẩm chẳng ra gì, vậy thứ thiết kế ra, chắc hẳn cũng không có chỗ nào hơn người." Sắc mặt Trinh Dung lập tức trở nên vô cùng khó coi, nếu như vậy, lần này cô ta chính là đi một chuyến không công rồi. Chỉ là thoáng cái cô ta lại nghĩ đến một vấn đề thoạt nhìn hai người này cũng không giống là người có tiên coi như bọn họ chọn mình thiết kế áo cưới cho bọn họ vậy bọn họ có thể trả đủ thù lao cho mình sao là một nhà thiết kế cao cấp trong nước thù lao của cô ta tính bằng tiền tỷ người bình thường vốn không thể gánh nổi chi phí này của cô ta nghĩ đến điều này trong lòng cô ta cũng cân bằng hơn chút trái lại còn lộ ra chút ngạo mạn với lâm thanh diện ha ha vốn dĩ tôi cũng không muốn thiết kế cho người nghèo như anh nếu không phải nể mặt chủ tịch hướng hôm nay tôi căn bản sẽ không đến đây, trước đó chúng ta đã nói xong rồi, cho dù hôm nay anh không chọn tôi, anh cũng nhất định phải thanh toán 600 triệu tiền bồi thường, anh có thể lấy ra số tiền này sao? Trinh Dung hùng hổ nói câu này với Lâm Thanh Diện, lúc này hướng vấn thiên muốn nói chuyện giúp Lâm Thanh Diện, nhưng lại bị anh ngăn lại. Trinh Dung thấy Lâm Thanh Diện cũng không lập tức trả lời cô ta, thế là quay đầu nhìn Châu Vũ Thành, cười nhạo, thấy không, người này vốn chính là người nghèo rất mồng tơi, anh ta ngay cả 600 triệu cũng không bỏ ra nổi, cậu còn muốn thiết kế áo cưới cho anh ta, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả thù lao của cậu cũng không trả nối, tôi thấy cậu cũng đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, hai mắt Lâm Thanh Diện nhìn về phía Châu Vũ Thành, bây giờ anh cần thái độ của Châu Vũ Thành, nếu như thích hợp, tiền vốn không phải là vấn đề. Châu Vũ Thành liếc nhìn Lâm Thanh Diện, lên tiếng, từ trước đến nay tôi thiết kế đều không hỏi chuyện tiên nong trước, như vậy sẽ ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của tôi, nếu bọn họ đã là người chủ tịch hướng đề cử, vậy tôi tin tưởng rằng mặt thù lao sẽ được đảm bảo. Hơn nữa vợ của ngài đây vô cùng xinh đẹp, nếu như có thể thiết kế một bộ áo cưới cho cô ấy, mà nếu thành công, danh tiếng cô ấy mang đến cho tôi sẽ vượt xa giá trị của thù lao, vì vậy cho dù không cần trả thù lao, tôi cũng sẵn lòng thiết kế áo cưới cho bọn họ. Trinh Dung nhếch miệng, lên tiếng, thật giả dối, tôi không tin không trả tiền, cậu sẽ thiết kế miễn phí cho người khác. Lúc này Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn hướng Vấn Thiên, liếc mắt ra hiệu với ông ta. Hướng Vấn Thiên hiểu lý, lập tức đi đến trước mặt Trinh Dung nói, cô có thể đi rồi, về phần 600 triệu tiền bồi thường của cô, tôi sẽ nhanh chóng cho người gửi đến tài khoản của cô. Nói thật, với tư cách là một nhà thiết kế cao cấp, cô lại có thể nói ra lời như vậy, quả thật khiến người ta rất thất vọng. Sắc mặt Trinh Dung lại trở nên khó coi, nhưng mà nghĩ đến mình chỉ đến đây một lát đã có thể kiếm được 600 triệu, đây đã là một vụ mua bán vô cùng có lời rồi, vì vậy cũng không nói gì thêm. Ngay tại khi cô ta định dẫn trợ lý của mình rời khỏi nơi này, Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt Châu Vũ Thành cười nói, "Lời anh vừa nói khiến tôi vô cùng yêu thích, có thể thấy được, chắc chắn ngày sau anh sẽ có vị trí nhất định trong giới thiết kế, tôi bằng lòng trả 30 tỷ để anh thiết kế áo cưới cho vợ tôi." "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là anh nhất định phải thiết kế ra áo cưới thích hợp nhất với vợ tôi trong ngày hôn lễ của chúng tôi." tôi muốn cô ấy trở thành người khiến toàn thế giới chú ý. Sau khi Châu Vũ Thành nghe thấy lời Lâm Thanh Diện nói thì lập tức xứng sờ, anh ta vốn đã chuẩn bị sẵn sàng việc sẽ không lấy được nhiều thù lao, nhưng sau khi nghe thấy Lâm Thanh Diện đưa ra giá cả, anh ta còn tưởng rằng mình nghe nhâm rồi. Không chỉ Lâm Thanh Diện vô cùng khiếp sợ, Trình Dung vốn đang đi ra ngoài nghe thấy lời Lâm Thanh Diện nói cũng chợt dừng lại, quay đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, cười suy, anh cũng thật dám khoác lác, dạng người như anh có thể lấy ra 30 tỷ thiết kế một bộ áo cưới sao? Hướng vấn thiên hừ lạnh một tiếng, nói, mau đi đi, nơi này đã không liên quan đến cô rồi. Trinh Dung cũng không ở lại, dứt khoát bước ra bên ngoài. Ra đến ngoài cửa, Trình Dung thoáng nhìn hướng vấn thiên, lên tiếng hỏi, chủ tịch hướng, vì sao ông lại giới thiệu hai người nghèo này cho tôi? Chỉ bởi vì vợ của người đó xinh đẹp sao? Anh ta lại còn nói muốn bỏ ra 30 tỷ thiết kế áo cưới, thật buồn cười. Hướng vấn thiên nhìn cô ta như nhìn một tên ngốc, lên tiếng nói, nếu như cô còn nói năng lỗ máng, tôi sẽ gọi bảo vệ đến đưa cô ra ngoài. Anh ta cũng không nói lung tung, đối với anh ta mà nói, 30 tỷ cũng chỉ là tiền tiêu vặt bình thường mà thôi. Trình Dung lập tức trừng to hai mắt, không thể tin nổi nói, điều này sao có thể. Sao sao lại không thể chứ? Hướng vấn thiên lộ vẻ khinh thường, anh ta là ông chủ của tôi, cô nói xem đối với anh ta thì 30 tỷ có là bao nhiêu chứ? Chương 367, bà là bà chủ của cái gì cơ? Trong phòng nghỉ dành cho khách VIP, Châu Vũ Thành vẫn duy trì biểu cảm kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta vẫn chưa phản ứng kịp với những gì Lâm Thanh Diện vừa mới nói. Ngồi xuống trước đi, chúng ta nói chuyện chi tiết, cụ thể hơn." Lâm Thanh Diện hướng về phía Châu Vũ Thành, bày ra tư thế mời khách, sau đó cùng Hứa Bích Hoài ngồi xuống ghế sofa. Châu Vũ Thành vẫn chưa hết sửng sốt, ngồi xuống phía đối diện với Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài nhìn dáng vẻ giống hệt như đang ở công ty mình của Lâm Thanh Diệt, biểu cảm tùy ý trên mặt hoàn toàn không có chút cảm giác bất thường nào cả. Điều này khiến cho Châu Vũ Thành không khỏi nghi ngờ, công ty này rốt cuộc là của hướng vấn thiên hay là của Lâm Thanh Diệt. Ban nãy anh nói sẽ trả 30 tỷ để tôi thiết kế váy cưới ư. Không phải là đang đùa tôi đấy chứ. Châu Vũ Thành hít một hơi thật sâu, cẩn thận hỏi một câu. Đương nhiên là thật rồi, tôi nhìn có vẻ giống như đang đùa ư. Lâm Thanh Diện cười nói, nếu anh không tin, ngay bây giờ tôi có thể trả trước cho anh một nửa, đợi đến khi thiết kế xong bộ váy cưới, tôi sẽ trả nốt số thủ lao còn lại cho anh. Châu Vũ Thành nuốt nước bọt, mặc dù tư cách và sự từng trải của anh ta còn non hơn so với Trinh Dung, tuy nhiên bây giờ, anh ta cũng đã là một bậc thầy thiết kế nổi tiếng trong nước rồi, thế nhưng đối với đơn hàng 30 tỷ, đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy. E rằng, dưới tình huống bình thường, cho dù là bậc thầy đẳng cấp thế giới cũng không không dám tiếp nhận đơn hàng lớn đến như vậy đâu. Tôi tin anh, chủ tịch hướng cũng sẽ không vô duyên vô cớ lửa gạt tôi đâu. Về chuyện thù lao, chúng ta có thể để lúc sau rồi nói, tôi sẽ lấy phương án thiết kế cụ thể ra cho hai người xem trước, nếu hai người cảm thấy phù hợp, lúc đó chúng ta bàn đến chuyện thù lao cũng không muộn, vẻ mặt của Châu Vũ Thành lập tức trở nên nghiêm chỉnh. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chem Châu Vũ Thành với cái nhìn tán thưởng, sau đó anh gật đầu với anh ta rồi bắt đầu bàn bạc phương án thiết kế cụ thể. Châu Vũ Thành dựa theo dáng người, khí chất và ngoại hình của hứa Bích Hoài để đưa ra những đánh giá cặn kẽ, chi tiết nhất, sau khi suy nghĩ một hồi, bước đầu đã xác định được hai phương án. Sau đó, anh ta bắt đầu nghiêm túc quan sát Lâm Thanh Diện, đưa ra phương án về bộ Âu Phục phù hợp nhất cho anh. Vốn dĩ, Lâm Thanh Diện cảm thấy về phần Âu Phục của mình, anh tùy ý mặc một cái cũng được. Quan trọng nhất là bộ váy cưới mặc trên người Hứa Bích Hoài. Thế nhưng, Châu Vũ Thành không đồng ý với quan điểm của Lâm Thanh Diệt, anh ta cho rằng kết hôn là chuyện của hai người, không thể chỉ một mình cô dâu xinh đẹp nổi bật được. Nếu không đến lúc đó, hôn lễ sẽ biến thành buổi biểu diễn của cô dâu mất. Chú rể, một trong hai nhân vật chính của buổi lễ cũng phải trở nên nổi bật, thu hút ánh nhìn giống như cô dâu. Hứa Bích Hoài cảm thấy lời Châu Vũ Thành nói rất có lý. Vì vậy cho dù Lâm Thanh Diện không muốn quá phiên phức, cô cũng ép anh phải phối hợp với Châu Vũ Thành, làm ra phương án thiết kế âu phục. Sau khi xác định phương án thiết kế, hai người họ chỉ cần đợi Châu Vũ Thành thiết kế nốt bộ âu phục và váy cưới rồi đợi đến ngày kết hôn, mặc lên người là xong. Buổi chiều hôm nay, Tống Huyền Khanh đã trang điểm tỉ mỉ, kỹ lưỡng ở nhà, đổi sang bộ quân áo quý phái nhất. Sau khi chắc chắn hôm nay mình trông vô cùng tôn quý, bà mới rời khỏi nhà, đi về phía bên ngoài khu chung cư. Nhưng không ngờ, khi đi đến cổng khu chung cư, Lô Quế Mai lại giống hệt như âm hồn theo đến. Sau khi bà ta nhìn thấy Tống Huyền Khanh ăn mặc đẹp đẽ như vậy, gương mặt lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, nói Ô, hôm nay trang điểm, ăn mặc xinh đẹp như vậy là muốn đi ra ngoài làm gì thế? Tống Huyền Khanh biết bản thân mình không có cách nào thoát khỏi kẻ thân kinh Lô Quế Mai này, cho nên sau khi nhìn thấy bà ta, bà cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Tôi đi đâu làm gì thì liên quan gì đến bà? dù sao cũng không giống một con quỷ lang thang, cô đơn như bà, cả ngày ở trong khu chung cư này, chỉ biết chạy tới chạy lui hù dọa người khác, Tống Huyền Khanh không hề dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Lô Quế Mai lập tức cảm thấy không thoải mái, mở miệng nói, "Bà nói ai là con quỷ lang thang đấy hả? Tôi thấy hình như bà đang có chuyện quan trọng cần làm hả? Tôi và bà chẳng qua cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, giả tạo với nhau cho ai xem chứ?" Tống Huyền Khanh bĩu môi nói bây giờ tôi đã là nhân vật có tiếng tăm là một bà chủ đương nhiên không giống như bà một nhân viên quèn trong xã hội rồi bà đừng làm lãng phí thời gian của tôi ở đây nữa hôm nay tôi có chuyện quan trọng cần phải làm tốt nhất đừng làm lỡ chuyện của tôi ôi chao lại còn quý phái sang trọng lại còn bà chủ bà là bà chủ quái gì chứ thật đúng là nói phét không biết ngượng mồm mà lô quế mai đương nhiên không tin những lời tống huyền khanh nói Tống Huyền Khanh cũng lười đáp lại Lô Quế Mai, bà cảm thấy bản thân mình nếu so đo với loại người như này thì quả thật quá mất giá. Gần đây, bà có nghe đến buổi tiệc của Lâu Đài Thủy Tinh hay không? Tôi nói cho bà biết, cả nhà chúng tôi đều nhận được thư mời, Lâu Đài Thủy Tinh không phải là nơi mà người bình thường có thể tổ chức được tiệc ở đó đâu. Những người đến tham dự chắc chắn đều là những người có máu mặt, nổi tiếng trong xã hội. Việc làm ăn, kinh doanh của gia đình của chúng tôi bây giờ cũng đang rất phát đạt cho nên người ta mới mời gia đình chúng tôi cùng tới đó điều này chứng tỏ người ta nhìn chúng tiềm lực của gia đình chúng tôi gia đình bà chắc chắn không nhận được thư mời đến buổi tiệc đó đâu đúng chứ bà cũng đừng ngưỡng mộ quá ngưỡng mộ cũng không có tác dụng gì đâu lô quế mai nói liên hồi sau khi nghe xong những lời lô quế mai nói tống huyền khanh cảm thấy vô cùng tức giận bà không ngờ lâm thanh diện cũng gửi cả thư mời cho gia đình nhà họ hứa lâm thanh diện quả thật rất quyết tâm muốn tổ chức buổi hôn lễ lần này hơn nữa, nhìn bộ dạng của Lô Quế Mai, có lẽ bà ta không hề biết rằng, cái gọi là buổi tiệc này thực chất chính là buổi lễ kết hôn của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện rốt cuộc muốn làm gì, thật sự lại muốn làm mất mặt gia đình họ trước mặt tất cả mọi người giống như mấy năm trước hay sao? Bà hoàn toàn không để vào tai những lời Lô Quế Mai nói, ngược lại sải bước nhanh hơn, đi về phía bên ngoài. Lý do hôm nay bà trang điểm ăn mặc long trọng như vậy chính là vì đến tìm người phụ trách, lâu đài thủy tinh, để bàn qua về đám cưới của Lâm Thanh Diện lần này. Bà cảm thấy tốt xấu gì bản thân mình cũng là bà chủ của khách sạn quốc tế Thiên Thành, cũng coi như là người có máu mặt trong xã hội, những lời bà nói vẫn khá có trọng lượng. Hơn nữa trong ấn tượng của bà, trước đây, toàn bộ số tiền mà Lâm Thanh Diện có được đều là lấy từ khách sạn quốc tế Thiên Thành, nếu không có khách sạn này, thì Lâm Thanh Diện cũng chả có cái gì cả phía bên lâu đài thủy tinh chắc chắn sẽ không vì một người như Lâm Thanh Diện mà đắc tội với bà chủ như bà đâu. Hừ, không có địa điểm kết hôn, để tôi xem các người tổ chức hôn lễ này như thế nào, Tống Huyền Khanh lẩm bẩm trong lòng. Lô Quế Mai thấy, mình vừa nhắc đến chuyện buổi tiệc, sắc mặt Tống Huyền Khanh lập tức trở nên rất khó coi, thì trong lòng cảm thấy Tống Huyền Khanh chắc chắn đang ghen tị bởi vì gia đình bà nhận được thư mời. Tống Huyền Khanh ghen tị như vậy chắc chắn là vì gia đình Tống Huyền Khanh không nhận được thư mời tham dự buổi tiệc lần này, quả nhiên phía bên lâu đài Thủy Tinh xem trọng nhà họ Hứa hơn. Nghĩ đến điều này, trong lòng Lô Quế Mai cảm thấy vô cùng đắc ý, cũng không quan tâm đến việc Tống Huyền Khanh ngó lơ mình nữa. Lô Quế Mai cảm thấy Tống Huyền Khanh không đáp lại mình, điều đó chứng tỏ bà ta đang đố kỵ với mình. Đến tận khi Tống Huyền Khanh đã đi ra khỏi khu chung cư, Lô Quế Mai vẫn nở nụ cười đắc ý trên mặt ở buổi tiệc lần này, con trai tôi chắc chắn có thể tích lũy, mở rộng quan hệ, đến lúc đó con trai tôi phát triển hơn rồi, thì trong mắt chúng tôi, gia đình mấy người chả là cái quái gì cả. Trước cửa một căn phòng nhỏ bên ngoài lâu đài thủy tinh, một đám người đang vây kín ở đó, không ngừng hỏi phải làm như thế nào mới có thể được tham dự buổi tiệc bên trong lâu đài thủy tinh. Bởi vì câu hỏi của những người này mà người phụ trách lâu đài thủy tinh cảm thấy vô cùng đau đầu, dứt khoát đóng cửa lại, trừ khi có chuyện quan trọng gì đó nếu không sẽ không tiếp đón khi tống huyền khanh đến nơi nhìn thấy rất nhiều người đang vây kín ở cửa bà lập tức nhíu mày dùng sức chen vào bên trong mấy người mau nhường đường cho tôi tôi có chuyện quan trọng muốn nói với người bên trong mau tránh ra cho tôi tống huyền khanh hét lên những người đến đây có ai là không có chuyện quan trọng cơ chứ bà muốn đi vào đó thì ra phía sau xếp hàng nhiều người nhìn tống huyền khanh với vẻ khó chịu Tống Huyền Khanh không hề quan tâm đến cái nhìn của những người này, bà phát suy sức lực chen xe bass ngày thường của mình, cố gắng chen được từ bên ngoài vào cửa căn phòng nhỏ đó. Cái người này vì sao lại không biết xấu hổ như vậy cơ chứ? Bà chen vào bên trong như vậy làm cái gì? Chúng tôi đều xếp hàng đứng ở đây đợi nãy giờ đấy, rất nhiều người bày tỏ thái độ không vui với Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh hoàn toàn không quan tâm đến sự khó chịu của những người xung quanh, ngược lại lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo nói các người chen chúc ở chỗ này cũng chỉ là xem náo nhiệt, nhưng tôi có chuyện quan trọng, mấy người có thể giống tôi ư. Sứt lời, bà đưa tay ra gõ nhẹ lên cửa sổ căn phòng, cửa sổ mở ra một khe hở, phía bên trong truyền ra một giọng nói lạnh lùng, muốn tham gia buổi tiệc, thì đứng đợi ở bên ngoài, nếu may mắn thì có thể được đi vào, không có chuyện gì thì mau đi đi, chúng tôi không có thời gian trả lời một nghìn lần mỗi một câu hỏi của các người đâu. Tôi không đến đây để hỏi chuyện này, Tôi là bà chủ của khách sạn quốc tế Thiên Thành, tôi muốn tìm người phụ trách nơi này của mấy người để nói chuyện." Tống Huyền Khanh nói thẳng thân phận của mình. Người bên trong lập tức nghiêm túc hẳn lên, mở cửa sổ ra đánh giá kỹ Tống Huyền Khanh. Mặc dù nhìn Tống Huyền Khanh không giống một bà chủ, thế nhưng đối phương đã nói như vậy rồi, điều đó chứng tỏ có thể là có chuyện thật, do đó lập tức mở cửa ra. Tống Huyền Khanh quay đầu, đắc ý nhìn những người bên ngoài, sau đó xoay người đi vào bên trong căn phòng nhỏ. Chương 368, đuổi bà ta ra ngoài. Bà thật sự là bà chủ của khách sạn quốc tế Thiên Thành ư? Hai nhân viên công tác bên trong căn phòng nhỏ đều bày ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tổng Huyền Khanh. Tổng Huyền Khanh ngẩng cao đầu, đắc ý nói, "Đương nhiên rồi, nếu không tin, các người có thể lên mạng tra thử, xem xem bà chủ của khách sạn quốc tế Thiên Thành có phải là tôi hay không." Nói xong, Tổng Huyền Khanh trực tiếp đập chứng minh thư của mình lên bàn. Hai nhân viên công tác nhìn nhau, một trong hai người họ lập tức lên mạng tra thử xem chủ tịch hiện nay của khách sạn quốc tế Thiên Thành là ai. Sau khi xác định người đó đúng là Tống Huyền Khanh, thái độ của hai người lập tức trở nên cung kính hơn. "Không ngờ bà thật sự là bà chủ của khách sạn quốc tế Thiên Thành, quả thật là thất lễ mà, không biết bà đến chỗ chúng tôi có chuyện gì." Theo lý mà nói, với địa vị xã hội của bà, chúng tôi phải gửi thư mời cho bà mới đúng, nếu bỏ sót, ngay bây giờ chúng tôi sẽ gửi thư mời bổ sung." Một nhân viên công tác cười nói. Đây là lần đầu tiên Tống Huyền Khanh được người khác cung kính như vậy, cho nên lập tức ngồi ngay ngắn hơn, cả người nghiêm chỉnh, đoan trang, nhìn có vẻ giống như đang là tâm điểm chú ý của hàng vạn người. "Tôi đương nhiên đã nhận được thư mời rồi, mấy người cũng không xem thử thân phận của tôi." Tống Huyền Khanh đắc ý nói một câu. Hai nhân viên công tác thấy thái độ của Tống Huyền Khanh có gì đó hơi kỳ lạ, giống hệt như một nhà giàu mới nổi, chứ không hề cho người ta cảm giác bà là người có máu mặt trong xã hội. Thế nhưng bà chủ của khách sạn quốc tế Thiên Thành quả thật đúng là người này, cho nên bọn họ cũng không dám nói gì cả. Vậy xin hỏi, bà đến nơi này của chúng tôi là muốn làm gì? Nhân viên công tác mở miệng hỏi một câu. Gọi người tổng phụ trách của mấy người đến đây, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với anh ta, chứ nói chuyện với mấy người cũng không có tác dụng gì cả, Tống Huyền Khanh nói. Hai nhân viên công tác nhìn nhau, trong chốc lát không thể hiểu được rốt cuộc Tống Huyền Khanh đến đây để làm gì thế nhưng thân phận này của đối phương quả thật có tư cách bảo họ gọi người tổng phụ trách đến. Vậy bà ở đây đợi một lát, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho tổng phụ trách, bảo anh ấy đến đây một chuyến, một nhân viên trong số đó nói với Tống Huyền Khanh, sau đó lập tức đi gọi điện thoại. Tống Huyền Khanh ngồi trên ghế sofa, trong lòng ngập tràn vẻ đắc ý, hưởng thụ cảm giác cung kính của hai người này đối với mình. Sau đó, bà lại nhìn về phía những người đang vây xung quanh nhưng hoàn toàn không được để ý ở bên ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ bản thân mình trở thành người trong giới thượng lưu quả thật là một chuyện vô cùng sĩ diện. Đồng thời, trong lòng bà cũng cảm thấy, khi đó Bảo Lâm thanh diện sang tên khách sạn quốc tế thiên thành cho mình chứ không phải là cho hứa bích hoài, quả thật là một chuyện vô cùng đúng đắn. Sau khi trải nghiệm niềm vui của người trong giới thượng lưu, Tống Huyền Khanh càng cảm thấy, không thể để Lâm Thanh Diện tiếp tục mang tai họa đến cho gia đình mình được nữa, nếu không một ngày nào đó Lâm Thanh Diện mang đến phiên phức lớn cho bà, Vậy thì tất cả mọi thứ bà đang có chắc chắn sẽ tan thành bong bóng. Không lâu sau, một người đàn ông mặc Âu phục từ phía ngoài chen vào bên trong căn phòng. Người bên ngoài nhiều thật đấy, các người cũng không nghĩ cách mà đuổi họ đi đi, người đàn ông đó mở miệng nói một câu. Chúng tôi đã nói với họ rồi, nhưng không ai chịu nghe cả, cho nên hai nhân viên công tác cũng không biết phải làm như thế nào cả. Người đàn ông đó cũng không so đo với họ mà nhìn về phía Tống Huyền Khanh đang ngồi trên ghế sofa, sau đó anh ta lộ ra vẻ mặt tươi cười, nói, bà chính là bà Tống. Tôi cũng đã đến khách sạn quốc tế Thiên Thành ở mấy lần rồi, môi trường bên đó của các người quả thật rất tốt, đúng là một trong những khách sạn tốt nhất của Hồng Thành này. Người đàn ông này tên là Quách Lập Bân, là người tổng phụ trách chuẩn bị cho đám cưới của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Quách Lập Bân là người phụ trách và kiểm soát toàn bộ những thứ cần dùng và quá trình cần phải tiến hành trong đám cưới lần này. Quách Lập Bân là cánh tay phải đắc lực của hướng vấn thiên, anh ta có tài năng hơn người, cũng có địa vị không hề thấp trong tập đoàn Thiên Dương. Khách sạn quốc tế Thiên Thành so với tập đoàn Thiên Dương mà nói, chẳng qua cũng chỉ như một con mèo nhỏ so với một con hổ dũng mãnh mà thôi, hai bên có sự chênh lệch rất rõ ràng. Với địa vị của Quách Lập Bân ở tập đoàn Thiên Dương, đương nhiên cao hơn nhiều so với bà chủ của khách sạn quốc tế Thiên Thành. Thế nhưng Quách Lập Bân không phải là người thích khoe khoang, nếu bà chủ của khách sạn quốc tế Thiên Thành đã tìm đến tận đây rồi, vậy thì chắc chắn có chuyện muốn nói, anh ta đương nhiên phải giữ phép lịch sự cơ bản nhất, cho nên mới đến đây gặp Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh thấy người tổng phụ trách này rất khách sáo với mình, cho rằng thân phận bà chủ này của mình cao quý hơn nhiều so với người phụ trách đó, vì thế vẫn vô cùng cao ngạo ngồi trên ghế sofa, dùng giọng điệu của một người ở trên cao nhìn xuống dân chúng phía dưới, nói: "Khách sạn của chúng tôi đương nhiên là một trong những khách sạn tốt nhất Hồng Thành này rồi." điều đó còn cần cậu phải nói ư. Quách Lập Bân nghe thấy Tống Huyền Khanh nói như vậy, thì lập tức nhíu mày, không ngờ mình chỉ nói lời khách sáo thôi, vậy mà đối phương lại còn vinh váo, phô trương như thế. Thế nhưng anh ta cũng không nói gì cả, mà chỉ đi đến trước mặt Tống Huyền Khanh, hỏi, không biết bà đến đây tìm tôi, rốt cuộc là vì chuyện gì. Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm anh ta, nói các người chuẩn bị lâu đài thủy tỉnh này là để cho đám cưới của Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài đúng không? Quách lập bân ngây người, sau đó hỏi lại, đúng là như vậy, thế nhưng bà hỏi cái này làm gì? Anh ta không hề biết Tống Huyền Khanh là mẹ vợ của Lâm Thanh Diệt, cho nên khi vừa nghe thấy chuyện Tống Huyền Khanh biết buổi tiệc này thật ra là đám cưới của Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài thì cảm thấy khá bất ngờ, anh ta còn cho rằng Tống Huyền Khanh có tay trong cho nên mới không phủ nhận chuyện đó. Cậu cũng biết tôi là bà chủ của khách sạn quốc tế Thiên Thành, lời tôi nói cũng được coi là có trọng lượng. Lần này tôi đến tìm cậu là muốn nói với cậu, đừng cho Lâm Thanh Diện thuê lâu đài thủy tinh này nữa, đám cưới của hai người họ không thể tổ chức ở đây được. Lâm Thanh Diện bỏ ra bao nhiêu tiền để thuê nơi này của các người, tôi sẽ trả gấp đôi, chút tiền này đối với tôi không là gì cả. Tống Huyền Khanh học theo giọng điệu nói chuyện của những phu nhân quyên quý trên tỷ vi, nói với Quách Lập Bân một câu. Mặc dù bà ta không biết Lâm Thanh Diện, thuê, lâu đài thủy tinh này với giá bao nhiêu, thế nhưng chỉ còn một ngày nữa đám cưới sẽ diễn ra, nghĩ rằng có lẽ sẽ không tiêu quá nhiều, cho nên mới hảo phóng một lần. Sau khi Quét Lập Bân nghe thấy những lời Tống Huyền Khanh nói, anh ta lập tức sửng sốt, sau đó nghi ngờ nhìn chăm chăm Tống Huyền Khanh, nói, bà chắc chắn mình không đùa đấy chứ. Tôi không có tâm tình đùa giỡn, nói như thế nào tôi cũng là một bà chủ lớn, muốn bao nhiêu cứ trực tiếp nói ra, không phải chỉ là tiền thôi hay sao. Chỉ cần cậu không cho Lâm Thanh Diện tổ chức đám cưới ở đây nữa, tôi nhất định sẽ trả gấp đôi Tống Huyền Khanh nói. Quách Lập Bân đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói thế ư. Vậy bây giờ bà lấy tiền ra đi, gấp đôi là 1.500 tỷ, cái giá này e là có thể mua được máy khách sạn quốc tế thiên thành của bà luôn ấy chứ, bà có số tiền lớn như vậy không? Tống Huyền Khanh lập tức trợn trừng mắt, nói cậu lừa ai chứ? Lâm Thanh Diện chẳng qua cũng chỉ thuê nơi này của các người có một ngày, làm sao có thể đắt như vậy được? Cậu bớt khoác lác với tôi đi, lại còn 1.500 tỷ, sao cậu không đi cướp ngân hàng luôn đi? Quách Lập Bân hừ lạnh một tiếng nói, ai nói với bà Lâm Thanh Diện thuê chỗ này của chúng tôi. Lâu đài thủy tình chính là nơi Lâm Thanh Diện bỏ vốn xây dựng, tổng cộng bỏ 750 tỷ tiền vốn, bà nói muốn trả gấp đôi, không phải là 1.500 tỷ hay sao. Tống Huyền Khanh lập tức giống như xét đánh ngang tai, cả người trở nên run rẩy. Cậu nói gì cơ, lâu đài thủy tình là do Lâm Thanh Diện bỏ vốn xây dựng à? Lại còn bỏ tận 750 tỷ vốn. Làm sao cậu ta có thể có nhiều tiền vốn như vậy chứ? Bây giờ Quách Lập Bân đã chắc chắn người đàn bà này đến đây để gây rối, với tư cách là người của tập đoàn Thiên Đường, anh ta không có lý do gì phải sợ một bà chủ khách sạn cả. Anh ta quay đầu lại nhìn hai nhân viên công tác, nói, "Người này đến đây để gây rối, hai người lập tức đuổi bà ta ra khỏi đây, sau này nếu còn tiếp tục đến thì không cần phải khách khí với bà ta." Chương 369: Bữa tiệc diễn ra. Bên ngoài phòng nhỏ cả đám túm tụng tụ tập thảo luận về Tống Nguyên Khanh vừa tiến vào. Người đó rốt cuộc là người nào, thế mà được vào trong, chắc chắn không đơn giản. Hừ, cái người này thật sự là đáng giận, mấy người không thấy dáng vẻ đắc ý của bà ta khi đi vào à, đúng là tức chết người ta. Thì chị làm gì được nào, người ta được vào ắt hẳn có nguyên nhân của nó, người ta có quyền đắc ý mà. Hừm, ai biết bà ta vào làm cái gì chưa đến một hồi thể nào cũng bị đuổi ra ngoài cho xem có người không phục nói. Người nọ vừa dứt lời, cửa phòng thình lình được mở ra, ngay sau đó Tống Huyền Khanh bị hai nhân viên công tác đấy ra ngoài. Tống Huyền Khanh xém chút đứng không vững, ngã sắp xuống xuống đất. Mấy người cũng dám đuối tôi ra ngoài, tôi chính là bà chủ khách sạn quốc tế thiên thành, các người không nghe theo lời tôi nói, quay về tôi sẽ mua đứt lâu đài thủy tinh của mấy người, xem các người còn ra oai với tôi được không. Đến tận lúc này, Tống Huyền Khanh vẫn không thể tin phải tốn tận 750 tỷ để làm ra lâu đài thủy tinh. Mọi người xung quanh thấy Tống Huyền Khanh bị đuổi ra ngoài, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, những người lúc nãy còn đang bực bội vì Tống Huyền Khanh thấy vậy, tức thì cười ô lên, vẻ mặt như được chút giận. Đã thấy nãy tôi nói gì chưa, tôi đã nói bà ta sẽ bị đuổi ra ngoài, bây giờ không phải bị đuổi ra rồi đấy thôi. Tống Huyền Khanh xoay người nhìn chầm chầm những kẻ đang nhìn bà với ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa, vẻ mặt tràn ngập tức giận, quá to, mấy người cười cái gì mà cười, tôi là bà chủ lớn, không phải mấy người muốn tiến vào trong xem cái lâu đài thủy tinh đó sao, các người mà còn cười tôi nữa, tôi lập tức đi mua cái lâu đài thủy tinh đó, đến lúc đó một người tôi cũng không cho vào, xem mấy người còn cười nổi không. Ôi chao, bà biết lâu đài thủy tinh có trị giá bao nhiêu không? Dám to mồm nói muốn mua lâu đài thủy tinh, Đúng là nực cười, giá thành lâu đài thủy tỉnh lên đến 750 tỷ, bà mua nổi không? Một người lập tức chào phúng. Bớt ở đây gà tôi đi, cái nơi rách này mà đòi 750 tỷ, lừa ai chứ? Tống Huyên Khanh tỏ ra không tin nói. Giá thành trên mạng của lâu đài thủy tỉnh đều có chứng thực, không tin bà có thể đi cha, ai lừa bà chi, giống như bà, còn dám mạnh miệng nói mình là bà chủ lớn, đến 2 tỷ còn không có lấy ra, đòi giả mạo người có tiên làm chi không biết ngoặc kép tống huyền khanh nghe người nọ nói vậy trong lòng lờ mờ đoán được có lẽ lâu đài thủy tinh này thật sự đắt như hẳn nói trong lòng đối với lâm thanh diện âm thâm nghiến răng nghiến lợi tên này không phải đã nhượng lại khách sạn quốc tế thiên thành cho mình rồi à anh lấy đâu ra tiên kiến tạo thứ đồ đắt như vậy nhưng coi như lâm thanh diện có tiền trang nữa tống huyền khanh luôn mặc định lâm thanh diện là sao chổi đây là sự thật không phải cứ có tiền là thay đổi được hơn nữa điều kiện tiên quyết là lâm thanh diện càng có tiền Tống Huyền Khanh càng chướng mắt anh. Trong lòng bà hiểu rõ hơn hết, muốn dùng kiểu biện pháp này để ngăn cản Lâm Thanh Diện không tổ chức lễ cưới là không có khả năng. Đám đông đều đang cười nhạo bà, mà bà chỉ có thể cắn rằng chịu đựng, vùng văng lao ra ngoài. Không phải bà muốn mua lâu đài thủy tinh sao? Sao lại đi đâu thế? Người vừa nãy nói lại tiếp tục trào phúng thốt lên một câu. Tống Huyền Khanh cúi thấp đầu, sắc mặt xâm xì, vô cùng chật vật chạy khỏi nơi này sau khi trở về tống huyền khanh ngay lập tức gọi điện cho lâm thanh diện mắng một trận bảo anh không được tổ chức lễ cưới lâm thanh diện nói mấy câu với tông huyền khanh dập điện thoại hoàn toàn không thèm quan tâm thái độ của tông huyền khanh tống huyền khanh bị tức đến nhảy ngược lên tận bây giờ bà mới ý thức được bà vốn không có bất kỳ năng lực nào có thể ngăn cản những chuyện lâm thanh diện đã quyết bốn ngày sau cuối cùng ngày mà cả hồng thành chờ mong đã đến ban ngày Người vây xem lâu đài thủy tinh chật kín, Quách Lập Bân không thể không tìm nhân viên an ninh tăng lên gấp đôi, dẹp mấy người đến xem náo nhiệt qua hai bên của lâu đài, đảm bảo con đường đến cổng chính được thông thoáng, buổi tối thuận lợi cho việc kiểm vé vào trước khi lễ cưới diễn ra. Màn đêm buông xuống, cả tòa lâu đài thủy tinh càng được tô điểm dưới ánh đèn lung linh, trở nên lóng lánh chói mắt, dù chỉ nhìn từ bên ngoài vào, cũng chính là cảnh đẹp nhất vào đêm ở Hồng Thành. 7 giờ tối, người có vé mời lũ lượt tiến vào lâu đài thủy tinh, còn những người bị chặn ở hai bên thì dùng ánh mắt hâm mộ dõi theo những người đang đi vào trong lâu đài thủy tinh. Con trai, mau nhìn kìa, đông người đứng ngoài xem quá, con xem xem những người đó dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chúng ta kìa, cả đời mẹ còn chưa được nở mày nở mặt như thế này đâu. Một nhà lô quế mai hướng về dòng người đi tới đi lui, lại quét mắt nhìn xung quanh những người muốn vào mà không được vào, khuôn mặt toát lên vẻ hài lòng. Xem ra buổi tiệc lần này không phải ai cũng có thể tùy tiện tham gia Những người được phép vào toàn là những người có thân phận địa vị Ra thế, đợi lát nữa vào trong Con nhất định phải tớp lấy cơ hội tạo quan hệ tốt với người ta đấy Hứa quốc đống kích động ra mặt nói Được rồi, con biết rồi ba Trước chuyện này con còn không hiểu á Hứa trai hiệp mang theo ý cười quan sát bốn phía Phẳng phất như mình đang bước trên con đường hào nhoáng Một nhà hứa trai hiệp tiến vào trong hồ vũ tinh cũng cầm thiệp mời tiến vào cô ta nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người đến xem náo nhiệt khuôn mặt lộ rõ vẻ kích động thâm nói trong lòng hứa bích hoài không đến lúc nữa cũng chen chúc trong đám đông này ngó xem cô ta khẳng định không có tư cách tham gia bữa tiệc mình cũng coi như được nở mày nở mặt một trận ngoặc kép hồ vũ tinh vừa vào chưa được bao lâu thì hứa quốc diệu cùng vợ chồng hai người lý thục phân cũng vào đến nơi phản ứng của bọn họ cũng giống như những người vào trước sự kích động toát lên trên toàn bộ nét mặt vô cùng thỏa mãn với những ánh mắt hâm mộ của mọi người xung quanh. Một số người của nhà họ hứa cùng họ hàng và vài bạn học của hứa Bích Hoài nhận được thiệp mời đều lục tục ở trong lâu đài thủy tinh. Những người đó đều cho mình được chủ nhân lâu đài đặc biệt xem trọng nên mới nhận được thiệp mời đến đây tham dự bữa tiệc này. Nhưng đợi sau khi họ bước vào lâu đài mới phát hiện ra chuyện này không đúng như bọn họ vẫn nghĩ. Trong lâu đài tổng cộng được phân thành nhiều khu vực, một vài người đã từng cùng Lâm Yến, Hứa Bích Hoài đón Tết được xếp riêng một chỗ, nhưng lúc này cả lâu đài cũng chỉ có mỗi bọn họ tới. Hứa trai hiệp nghi hoặc nhìn xung quanh, nhận ra đa số người hứa ra đều được mời đến, lúc trước anh ta còn tưởng do mình kinh doanh có tiến triển nên được chủ nhân lâu đài coi trọng, nhưng hiện tại nhìn thấy mấy người hứa ra, thì anh ta ngay lập tức nhận ra mọi chuyện không phải như anh ta tưởng. Hứa trai hiệp đi qua bên đó, cùng vài người hứa ra chào hỏi, mấy người cũng có cùng suy nghĩ với hứa trai hiệp thấy có rất nhiều họ hàng hứa ra đến đây, cảm thấy hơi xấu hổ. Những người bạn học của hứa Bích Hoài cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhìn đám đông được mời đến ở xung quanh mình, nhất thời nhận thấy bản thân không có gì đặc biệt cả. Đúng lúc đám đông hiện rõ vẻ ngờ vực trên mặt, một bóng dáng bỗng xuất hiện tại trung tâm đại sảnh của lâu đài, thong dong đi về phía đám người. Lâm Thanh Diện, tại sao lại là anh? Sao anh lại có mặt ở đây? Ai cho anh vào đây? Anh mau cút ra khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi vệ sĩ đến." Hứa Trai Hiệp vừa thấy Lâm Thanh Diện liền nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp chắn trước mặt anh hét lên một câu. "Loại phế vật này có tư cách gì mà được tham gia những bữa tiệc đẳng cấp như này chứ?" Lâm Thanh Diện nhìn đám đông cười nhẹ, mở miệng nói, "Hôm nay được tổ chức chính là lễ cưới của tôi và Bích Hoài, tất nhiên tôi phải có mặt ở đây rồi." Chương 370, "Hôm nay là hôn lễ của tôi và Hứa Bích Hoài." "Cậu ở đây nói bậy nói bà cái gì vậy?" hôm nay ở đây cử hành yến hội của chủ nhân lâu đài thủy tinh, sao có thể là hôn lễ của cậu được, Lâm Thanh Diệt, không phải đầu óc cậu hỏng rồi chứ, tới chỗ như vậy quấy rối, anh cũng không sợ chọc giận chủ nhân của lâu đài thủy tinh sao. Lô Quế Mai mặt đầy coi thường nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diệt, hiển nhiên cũng không tin lời của Lâm Thanh Diệt. Anh cái phế vật này lại cũng dám tới chỗ như vậy, anh lén leo tường vào phải không, tôi đi tìm bảo an của lâu đài thủy tinh, để cho bọn họ bắt anh lại. Tống lộ tử cũng tức giận nhìn Lâm Thanh Diện, hiến nhiên không cho là Lâm Thanh Diện có tư cách như cô ta, xuất hiện ở nơi cao cấp như vậy. Một đám thân thích của hứa gia cùng những bạn học kia của hứa Bích Hoài, đều bắt đầu điên cuồng giễu cợt Lâm Thanh Diện, hận không thể dùng nước miếng dìm chết anh. Lâm Thanh Diện đã sớm dự liệu được bọn họ sẽ như vậy, đây cũng là nguyên nhân để cho bọn họ đi vào trước. Các vị, bất kể các người có tin hay không, hôm nay đúng là hôn lễ của tôi và hứa Bích Hoài, buổi hôn lễ mấy năm trước cũng không như ý. Lần này hôn lễ là một lần bồi thường của tôi đối với Hứa Bích Hoài. Tôi muốn cho các người thấy Hứa Bích Hoài gả cho tôi là một chuyện hạnh phúc. Lâm Thanh Diện vỗ tay một cái, dùng thanh âm trong trẻo mở miệng nói. Sau đó, trên bức tường thủy tinh ngay chính giữa lâu đài thủy tinh, một tấm vải rơi xuống, hai pho tượng thủy tinh lộ ra, chính là hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đang mặc tay trang và áo cưới. Tất cả mọi người ở đây đều bị hai pho tượng làm cho rung động, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy hai pho tượng sóng động như vậy, coi như ánh mắt không tốt đi chăng nữa, bọn họ cũng đều có thể nhìn ra, hai pho tượng kia chính là hình dáng của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Chủ nhân của lâu đài Thủy Tinh coi như là rảnh rỗi nhàm chán đi chăng nữa, cũng sẽ không ở đây để hai pho tượng của người không quan trọng, đó chỉ có thể nói, Lâm Thanh Diện cũng không có nói láo, hôm nay có lẽ thật sự là hôn lễ của anh cùng Hứa Bích Hoài sau khi biết chân tướng của lần yến hội này sắc mặt của đám người hứa trai hiệp nhất thời cũng trở nên khó nhìn bọn họ vốn cũng cho là buổi yến hội hôm nay là ván cầu để bọn họ bước lên xã hội thượng lưu ai nghĩ rằng đây lại là hôn lễ của lâm thanh diện cùng hứa bích hoài cảm giác tranh lệch trong lòng làm cho bọn họ như thế nào đi nữa cũng không thể cao hứng được lâm thanh diện anh còn ngại buổi hôn lễ năm đó không đủ mất mặt sao anh cũng không đi nhìn một chút hiện ở bên ngoài có bao nhiêu người vây quanh một khi bọn họ biết nơi này đang cử hành hôn lễ của anh, anh sẽ lần nữa trở thành chuyện cười lớn nhất ở hông thành. Vừa lúc đó, Tống Huyền Khanh cùng hứa quốc hoa đi vào, Tôn Tuệ Phương đi theo sau lưng hai người, nhìn qua có chút không biết làm sao, bà ta muốn chúc phúc cho Lâm Thanh Diệt, nhưng là ngại có áp lực của Tống Huyền Khanh, chỉ có thể im lặng không lên tiếng cùng đi tới. Tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn sang mấy người Tống Huyền Khanh, sau khi nghe được lời của Tống Huyền Khanh, tất cả đều là diêu cợt, cảm thấy tống huyền khanh nói đúng một khi người bên ngoài biết nơi này cử hành hôn lễ của lâm thanh Diệt vậy hẳn lại lần nữa trở thành trò cười của toàn bộ hồng Thanh. nghĩ như vậy mọi người vốn là còn chút mất mát yêu tư cũng hòa hoãn không ít lâm thanh diện thật không nghĩ tới a à, anh vẫn còn có mặt mũi cử hành hôn lễ một lần nữa chẳng lẽ mấy năm trước mất mặt còn cảm thấy không đủ sao hứa trai hiệp cười lạnh nhìn lâm thanh diện thật là một người không đầu óc tôi thấy anh ta trời sinh chính là mệnh bị chê cười còn thần bí hề hề nói là yến hội của lâu đài thủy tinh, không nghĩ tới lại là hôn lễ của anh ta, thật là mất hứng, hồ vũ tinh cũng theo đó diễu cợt một câu. Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ mọi người tràn đầy coi thường, cười lên, mở miệng hỏi, ở lâu đài thủy tinh làm hôn lễ, là một chuyện mất mặt sao? Bên ngoài sở dĩ vây quanh nhiều người như vậy, chẳng lẽ không phải là bởi vì bọn họ muốn vào mà không vào được sao? Xin hỏi tất cả mọi người ở đây, có ai cũng có thể ở đây cử hành hôn lễ? cười nhạo hai chữ lại căn cứ vào điều gì mà nói. Lời của Lâm Thanh Diện giống như là một trọng quyên lại một trọng quyên giáng xuống vậy, hung hăng đánh vào lòng đám người hứa trai hiệp tự cho là đúng kia cùng đám người đang tự lừa mình dõi người, để cho bọn họ đều ý thức được những suy nghĩ kia của bọn họ buồn cười đến mức nào. Khi bọn họ nhận được thư mời, mỗi một người đều mặt mày hớn hở, cảm thấy mình nhất định là gặp được đại vận, mới có thể được mời tới tham gia yến hội của lâu đài thủy tinh, mà sau khi biết nơi này cử hành hôn lễ của Lâm Thanh Diện, bọn họ còn nói Lâm Thanh Diện sẽ lần nữa trở thành chuyện cười của Hồng Thành. Chuyện này vốn rất mâu thuần, một người có thể ở nơi như lâu đài thủy tinh cử hành hôn lễ, chỉ làm cho người ta hâm mộ mà thôi. Bọn họ sẽ nói ra như vậy, cũng bất quá là bởi vì bọn họ đối với Lâm Thanh Diện có ấn tượng cứng nhắc mà thôi, nhưng mà lời của Lâm Thanh Diện lại để cho bọn họ thanh tỉnh lại, Lâm Thanh Diện của bây giờ đã không còn là tên phế vật trong mắt bọn họ ở quá khứ nữa. Bọn họ bởi vì được mời mà hết sức phấn khởi, mà Lâm Thanh Diện mới là người mời bọn họ, trong những người ở đây, nếu không phải là bởi vì được Lâm Thanh Diện mời, không có một ai có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà đi vào lâu đài thủy được. Sau khi ý thức được điểm này, sắc mặt của tất cả mọi người cũng trở nên âm châm, người giả bộ ngủ một khi bị đánh thức, sẽ phải đối mặt với sự lúng túng vô cùng. Giả bộ cái gì mà giả bộ, không phải là thuê nơi này của người ta thôi sao, anh có thể thuê được, chúng tôi cũng có thể, nói như là lâu đài thủy tinh này là của anh vậy. Hồ Vũ Tinh lẩm bấm một câu. Những người khác tất cả đều có cùng ý nghĩ với Hồ Vũ Tinh, sau khi ý thức được sự lúng túng, bọn họ rất nhanh tìm được cách để chê bai Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, tôi không quan tâm anh từ nơi nào xây được cái lâu đài thủy tinh hơn 600 tỷ này, coi như đồ vật anh mua hơn 3.000 tỷ, tôi cũng sẽ không để cho anh bước vào cửa nhà tôi. Hôn lễ hôm nay coi như không phải một chuyện cười, anh cũng đừng hòng nữa lấy được sự thừa nhận của tôi lúc này Tống Huyền Khanh mở miệng nói một câu. Vốn còn muốn nói Lâm Thanh Diện có thể thuê lâu đài thủy tinh làm hôn lễ cũng không phải chuyện lợi hại gì, sau khi hứa cha hiệp nghe được lời của Tống Huyền Khanh, lập tức bị nghẹn lời. Anh ta mặt đầy không dám tin nhìn về phía Tống Huyền Khanh, mới vừa rồi bà lại nói tòa lâu đài thủy tinh này là Lâm Thanh Diện tiêu tốn hơn 600 tỷ làm ra, chỉ là mấy con số này sẽ để cho anh ta cảm thấy hơi không chân thật. Tất cả những người chung quanh hứa cha hiệp đều có phản ứng giống như anh ta, đều bị con số tống huyền khanh nói ra dọa sợ. Tôi không cần lấy được sự thừa nhận mẹ, tôi chỉ cần lấy được sự thừa nhận của hứa bích hoài là đủ rồi. Lâm thanh diện nhàn nhạt mở miệng, hy vọng hôn lễ lần này các người có thể chơi vui vẻ. Nói xong, Lâm thanh diện xoay người đi bên trong chuẩn bị cho nghỉ thức sắp tiến hành. Thấy Lâm thanh diện rời đi, tất cả mọi người của hứa ra cảm kích vây quanh tống huyền khanh cùng hứa quốc hoa chị mới vừa nói cái lâu đài thủy tinh này là Lâm Thanh Diện tiêu tốn hơn 600 tỷ để xây dựng. Nơi này chẳng lẽ không phải là hắn thuê được sao? Lý Thục Phân mở miệng hỏi. Đúng vậy a, à, bà có phải phối hợp với Lâm Thanh Diện diễn xuất lừa gạt chúng tôi hay không? Lâm Thanh Diện làm sao có thể có hơn 600 tỷ, thật là nói mạnh miệng cũng không đỏ mặt, lô quế mai bĩu môi nói. Đây nhất định không phải Lâm Thanh Diện bỏ tiền xây dựng, tuyệt đối không thể nào, các người cho là 600 tỷ là đùa dưỡng sao? nhà nó nêu có tiền như vậy sẽ còn rời đến trong khu chúng ta ở sao? Hứa quốc đống cũng chất vấn một câu. Tống Huyền Khanh khinh thường nhìn mọi người một cái, mở miệng nói, đây nếu là thu được, các người đi thuê một cái cho tôi nhìn một chút, có tiền lại không thể ở tiểu khu của các người. Người có tiền còn mặc món đồ mấy chục đồng ở vỉa hè, chẳng lẽ anh còn có quy định có tiền phải mặc đồ đắt tiền? Thật đúng là suy nghĩ của người nghèo, các anh đừng đứng chung với tôi, tôi cũng không muốn mất mặt. Mọi người bị lời của Tống Huyền Khanh nói cho mặt đỏ tới mang tai, căn bản không có bất kỳ cơ hội phản bác nào, bọn họ sao có thể nghĩ đến, Tống Huyền Khanh sẽ cây ngay không sợ chết đứng như vậy, như vậy một chút cũng không giống bà ta trước kia. Mặc dù vô cùng phản đối Lâm Thanh Diện cử hành hôn lễ lần này, nhưng Tống Huyền Khanh biết mình đã không có cơ hội ngăn trở, hơn nữa Lâm Thanh Diện có thể tốn 200 triệu xây lâu đài thủy tinh này, vậy hôm nay người được mời tới tham gia hôn lễ chắc chắn sẽ không phải là nhân vật đơn giản coi như là vì nhìn một chút thế sự, hôm nay bà cũng sẽ ở đây dự hôn lễ. Hừ, các người cũng đừng tin lời bà ta, bà ta chính là cùng Lâm Thanh Diện ở đây kẻ sướng người họa diễn cho chúng ta xem, cho là nhà hắn như vậy, làm sao có thể có hơn 600 tỷ. Các người nhìn người hôm nay tới tham gia hôn lễ này cũng căn bản không mấy người, cũng chỉ có chúng tôi, nếu Lâm Thanh Diện thật có bản lĩnh như vậy, khẳng định phải mời vài người có thân phận có địa vị tới, nhưng là các người nhìn xem, một người cũng không có, cho nên nhất định là giả, Lô Quế Mai mặt đầy dáng vẻ nhìn thấu chân tướng. Vừa lúc đó, một ban nhạc đi vào chính giữa phòng khách của lâu đài, người dẫn đầu dừng lại, sau dùng một thanh âm vô cùng cao hô, hôn lễ bắt đầu, xin mời khách mời đặc biệt của hôn lễ này vào. Audio điện tử võ tấn bền chương 371, không ai ai tặng quà Âm thanh tiếng nhạc vui vẻ vang lên, rồi mọi người lần lượt hướng cửa lớn đi vào. Tất cả mọi người trong nhà họ hứa cùng bạn học của hứa Bích Hoài đều nhìn ra cửa với vẻ mặt khó hiểu, Lô Quế Mai hơi xấu hổ, hóa ra không phải người nhà không mời khách đến, chỉ là do họ đến quá sớm mà thôi. Lúc này, những người đi về phía lâu đài thủy tinh đều ăn vận chỉnh tê, khí chất bất phàm, vừa nhìn qua cũng biết đều là người có thân phận địa vị. Sau khi bọn họ bước vào lâu đài, tất cả đều ô lên châm trô trước vẻ tráng lệ đẹp đẽ nơi đây. Những người này đều là những nhân vật có máu mặt ở Hồng Thành, mọi ngành nghề đều có không ít thành tựu, phần lớn trong số họ đều là giám đốc điều hành của các công ty khác nhau dưới trường tập đoàn Thiên Dương. Bọn họ đến lâu đài thủy tinh là biết rằng hôn lễ của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài được tổ chức ở đây vào tối nay, cho nên khi nhìn thấy pho tượng trên vách tường thành pha lê, họ không những ngạc nhiên mà còn thán phục. Hiển nhiên, sự tráng lệ của tòa thành và vẻ lộng lây của bức tượng đã hoàn toàn khiến họ bị khuất phục. Người của nhà họ Hứa và bạn học của Hứa Bích Hoài nhìn mỗi người bọn họ đều nổi trội hơn Minh, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt ghen tị. "Hừ, trong những người này như đúc ra một khuôn như nhau, có điều tôi chưa từng nghe thấy qua bất kỳ ai trong đám người đó, điều đó chứng tỏ đám người này cũng chẳng phải dạng người lợi hại gì." Chuyện Lâm Thanh Diện mời một đám người này tới chẳng là gì cả, Hồ Vũ Tinh cố gắng cân bằng lại tâm lý của mình. "Đúng vậy, một chút quen mắt cũng không có." Nếu Lâm Thanh Diện thật sự có 600 hay 700 tỷ, làm sao anh ta lại chỉ quen biết với một đám người chưa từng được nghe đến, xem ra trong chuyện này hẳn có ẩn tình, tôi không tin lâu đài thủy tinh này là do Lâm Thanh Diện tự bỏ tiền ra xây, Lô Quế Mai cũng phụ họa theo. Đám người còn lại cũng không muốn tin Lâm Thanh Diện lại có nhiều tiền như vậy, kẻ luôn bị bọn họ coi là phế vật, làm sao có thể có nhiều tiền như thế, đây là chuyện không đúng tí nào. Sau khi nghe mấy lời bọn họ nói, vẻ mặt tổng huyền khanh hiện ra sự khinh thường trải qua nhiều chuyện tống huyền khanh tin lâm thanh diện có nhiều tiền như vậy chưa kể lâm thanh diện vẫn là người nhà họ lâm lần này anh bình an vô sự trở về nói không chừng đã từ lâm ra lấy được không ít lợi ích nhưng mà hiện tại bà cũng khó chịu với lâm thanh diện thế nên cũng lời thay lâm thanh diện đi giải thích từ sau khi tiếp quản khách sạn quốc tế thiên thành thị lực của bà cũng cải thiện một chút ít nhất là nhiều lần bà đều khinh thường đi tranh luận với người nhà họ hứa nhìn kia, đám người tới tham dự hôn lễ của Lâm Thanh Diện không có ai mang theo lễ vật cả, đám người này có lẽ tới để xem lâu đài thủy tinh này, chứ không phải thật sự tới tham gia hôn lễ, Lý Thục Phân mở miệng nói. Hôn lễ của Lâm Thanh Diện thì có gì hay ho, thật không biết Lâm Thanh Diện nghĩ gì trong đầu, hôn lễ mấy năm trước đã đủ mất mặt rồi, nếu lần này còn lặp lại, từ nay về sau cậu ta không cân lăn lộn ở Hồng Thành này nữa, Lô Quế Mai mở miệng nói. Sắc mặt hứa trai hiệp lúc này hơi ảm đạm, bởi lẽ trong số những người vừa đi vào anh còn đứng lên chào hỏi bắt chuyện nhưng đáng tiếc người ta còn không thèm để ý tới anh hiện tại những trưởng bối mới vào như hứa cuộc đống có lẽ không biết nhưng trai hiệp vẫn biết một chút dù sao thì trước đây anh cũng từng có thời gian ngắn làm chủ tịch nhưng tinh anh kia anh ta vẫn biết một chút rất nhiều người trong số họ đều là những tên tuổi lớn trong ngành ở hồng thành hứa trai hiệp chưa từng nghe nói ai có thể mời nhiều nhân vật lớn như vậy tới dự hôn lễ của mình những khách mời được mời đến đi vào, sắp xếp ở khu vực đã được chỉ định, toàn bộ đại sảnh của tòa lâu đài cũng bởi vì những người này đến mà trở nên náo nhiệt hơn, mà ngược lại, đám người nhà họ hứa cũng bạn học của hứa bích hoài lại không mấy nổi bật. Một lúc sau có một nhóm người đi ở bên ngoài lâu đài, những người này được Quách Lập Bân lựa chọn là do duyên số, lý do Lâm Thanh Diện cho phép họ vào tự nhiên là vì họ có thể nói với những người khác trong Hồng Thành về đám cưới này nếu những người này mà vào lâu đài của đám cưới lâm thanh diện và hứa bích hoài thì sự việc trọng đại này sẽ được cả thành phố biết đến tuy nhiên khi những người này bước vào thì họ vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra đám cưới của lâm thanh diện và hứa bích hoài diễn ra tại đây lâm thanh diện chẳng phải là một tên phế vật nổi tiếng ở hồng thành hay sao tại sao đám cưới của cậu ấy lại tổ chức ở đây trời ạ à, lâm thanh diện có thể tổ chức hôn lễ ở một nơi như vậy thật lãng mạn biết bao không phải lâm thanh diện đã từng kết hôn sao tại sao lại tổ chức hôn lễ chẳng lẽ lại kết hôn lần nữa à cuộc hôn nhân thứ hai nào cơ cô không nhìn thấy người đứng bên trên sao cô dâu rõ ràng là hứa bích hoài ước chừng như hôn lễ đã diễn ra không thuận lợi nên tôi định làm lại lúc này toàn bộ lâu đài đều có người nhưng khu vực phía trước vân cứ trống không không ai biết khu vực đó dùng để làm gì lô quế mai nhìn thấy đám người đi vào lễ cưới sau khi nghe họ bàn tán sôi nổi, như thể đã biết được lý do tổ chức, lập tức nghiêng người về phía những người đó. Mấy người không biết đây là hôn lễ của Lâm Thanh Diện à, thế có biết tại sao trước khi vào hắn không nói cho các người biết không? Đó là do hắn sợ nếu nói trước thì sẽ chẳng có ai đến dự cả, Lô Quế Mai nghiêm nghị nói. Những người đó hơi ngạc nhiên khi nghe câu nói của Lô Quế Mai, họ cảm thấy nếu Lâm Thanh Diện thông báo trước rằng đây là đám cưới của cậu ấy thì hẳn sẽ có nhiều người đến dự hơn dù sao thì ai lại muốn nhìn thấy thứ rác rưởi trong mắt mình cơ chứ đám cưới thì sao lý thục phân thấy lô quế mai nói chuyện với những người đó lập tức chen vào nói hơn nữa hôm nay đám cưới này không có người nào đến tặng quà tất cả những người tham dự đều vào xem cho náo nhiệt chả có ai thật lòng cả đây là đám cưới của lâm thanh diện cơ đấy đúng 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 trong đám người có mặt cũng chả thấy người lớn nào thật nực cười khi Lâm Thanh Diện còn không mời nổi một người lớn ở nơi sang trọng như vậy, Lô Quế Mai nói tiếp. Những người còn lại sau khi nghe lời nói của hai người kia, trong lòng đột nhiên có một sự khinh thường dành cho Lâm Thanh Diện. Nhìn thấy mọi người bắt đầu coi thường Lâm Thanh Diện, cả Lô Quế Mai và Lý Thục Phân đều tỏ ra tự mãn. Đúng lúc này, ban nhạc đứng trước cửa đột nhiên phát ra tiếng nhạc lớn. Sau đó có một giọng nói lớn vang lên trong tòa lâu đài. Thần y từ tài, đến chúc mừng tôi và gửi hai cây nhân sâm ngàn năm tuổi một cây linh chi thượng hạng và một cây sen tuyết ở núi thiên sơn chúc cho cô dâu chú rể mãi mãi hạnh phúc lô quế mai và lý thục phân đã nói sẽ không có ai tặng quà cho lâm thanh diệt nhưng lập này lại có người tặng cho họ một cây nhân sâm ngàn năm tuổi từ tài tú tiến về khu vực phía trước hội trường họ nhìn thấy tú thì hơi buồn một chút chậc chỉ là bác sĩ thôi mà một gã như thế cũng chả làm được gì lý thục phân lẫm bẩm một lúc sau có một nhóm người đi ở bên ngoài lâu đài, những người này được Quách Lập Bân lựa chọn là do duyên số, lý do Lâm Thanh Diện cho phép họ vào tự nhiên là vì họ có thể nói với những người khác trong Hồng Thành về đám cưới này. Nếu những người này mà vào lâu đài của đám cưới Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài thì sự việc trọng đại này sẽ được cả thành phố biết đến. chương 372, Người đến chúc mừng. Cổ Thanh Chiết cùng gia đình đi vào cửa lâu đài, ông ta ưỡn ngực, mặt mày hớn hở, Dường như được tham dự hôn lễ của Lâm Thanh Diện là chuyện vô cùng đáng để kiêu ngạo tự hào. Vậy mà lại là gia chủ của cổ gia, Lâm Thanh Diện lại có thể mời được người của cổ gia đến, thực sự quá lợi hại rồi. Ôi trời ơi, cổ gia chủ thế mà lại đến đây, lại còn tặng lễ vật có giá trị như thế, ở Hồng Thành liệu được mấy người có đãi ngộ như vậy. Có thể mời được thân y từ tài tới cũng vô cùng lợi hại, có thể nói y thuật của thân y ở nhân gian vô cùng hiếm có có thể cùng với vị thân y như thế làm bằng bằng hữu thật là chuyện tốt. Lô Quế Mai và Lý Thục phân xâm mặt nhìn về phía gia đình cổ thanh chiết đang ở phía trước, thật sự không ngờ Lâm Thanh Diện lại có thể mời được nhân vật lớn như thế. Hứa trai hiệp nhìn chằm chằm từ tài với gia đình cổ tử văn, rồi tự nhủ, nếu mình nhớ không nhầm, đây đúng là vận xui mà, cùng với từ tài và cổ tử văn trở thành bạn bè, Lâm Thanh Diện có thể mời được bọn họ cũng chả phải chuyện lạ. Cổ tử văn đi về phía trước, trông thấy từ tài, cũng tranh thủ thời gian, nhiệt tình đi qua chào hỏi. Đối với cổ tử văn mà nói, Lâm Thanh Diện mời ông ta đến đã là cho ông ta mặt mũi lớn lắm rồi, hơn nữa hôn lễ của Lâm Thanh Diện tuyệt đối là nơi xã giao vô cùng tốt, dùng thân phận của Lâm Thanh Diện, người được mời tới nhất định là kẻ có địa vị, ông ta cũng có thể nhân cơ hội này mà mở rộng quan hệ. Nếu như hứa trai hiệp biết anh ta với cổ thanh chiết đều ôm chung một suy nghĩ, nhất định sẽ rất kinh ngạc hơn nữa suy nghĩ của hứa trai hiệp không có cách nào thực hiện được còn cổ thanh chiết lại có thể mượn hôn lễ của lâm thanh diện quen biết thêm không ít người. Hư, không phải là từ tài và cổ gia chủ, lâm thanh diện ở hồng thành này, cho nên mới mời hai người bọn họ. Hai người này từng giao thiệp với anh ta, mời được bọn họ cũng chả có gì. Nếu anh ta có thể mời được những người khác, chuyện đó mới đáng kinh ngạc, hứa quốc đống dùng giọng điệu khoa trương, che đi vẻ đố kỵ của mình. Hồng Thành Trần Tài Anh, đến đây chúc mừng, trao hợp đồng chuyển nhượng quán ba và tiên mừng 3 tỷ. Hướng vấn thiên của tập đoàn Thiên Dương, đến đây chúc mừng, tặng 10 lô bất động sản, 3 tỷ tiền mừng. Lúc này, giọng nói ở cửa lại vang lên, gây náo động. Hóa ra là chân tài anh, đó là ông vô ngâm của đất Hồng Thành Nhai. Ôi trời, chủ tịch của tập đoàn Thiên Dương cũng đều đến rồi, Lâm Thanh Diện làm sao có nhiều khả năng như thế, có thể mời được những nhân vật lớn như thế đến sắc mặt của toàn bộ người hứa ra đột nhiên trở nên vô cùng kinh ngạc, không phải nói Lâm Thanh Diện linh động, cũng là mời từ tài và cổ tử văn sao. Làm sao vô ngầm Hồng Thành và Chủ tịch Tập đoàn Thiên Dương đều ở đây? Cảnh tượng thế này, người bình thường làm sao có thể làm được? Hứa trai hiệp ngơ ngác nhìn Trần Tài Anh và hướng vấn thiên đi về phía trước, tay anh ta lập tức nắm chặt lại, lúc trước anh ta nghĩ mọi biện pháp, cũng muốn tới tìm Trần Tài Anh nương tựa, khi buôn bán cũng tới tìm hướng vấn thiên, nhưng mà, kết quả cuối cùng, anh ta lại không thấy được của hai ông lớn này. Anh ta cũng biết, với thân phận địa vị của mình, người ta không gặp cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng bây giờ, hai con người này lại đến tham dự hôn lễ của Lâm Thanh Diện, điều này làm lòng hứa cha hiệp trở nên ghen tị. Lâm Thanh Diện có tài đức gì mà lại có thể khiến hai ông lớn đều tới dự hôn lễ, hơn nữa lại tặng lễ vật quý giá như thể mà bản thân anh ta đến nhìn cũng khó. Trong lòng anh ta không muốn, lại thấy bất lực, cảm giác bực bội dâng lên trong lòng, khiến đôi mắt anh ta mờ đi nhiều. Cơ mà, đây vẫn chưa phải là kết thúc, hứa trai hiệp bắt đầu thất vọng, nhưng hãy còn sớm hơn chút ít. Phùng diệt thân của huyện Ngọc Biền đến chúc mừng, tặng 10 đôi vòng tay phỉ thúy, Mỹ Ngọc cao cấp 10 khối, một pho tượng điêu khắc bảng Ngọc Thao Thiết, tiền mừng 2.640 triệu. Người ở Hồng Thành không lã lẫm gì với cái tên Phùng Diệt Thân, từ những món quà mà họ tặng, có thể thấy không phải dạng người thường đám người hứa ra đều biết Tống Nguyên Khanh ở huyện Ngọc Điền, thế nên đối với Phùng Diệp Thân, bọn họ cũng có nghe qua, mà bọn họ cũng không ngờ, ông lớn huyện Ngọc Điền thế mà lại chạy đến Hồng Thành chúc mừng hôn lễ của Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện rốt cuộc có máu mặt thế nào mới có thể khiến người ta để tâm như vậy. Lúc này, đám người nhà họ hứa bắt đầu im lặng, nhận ra Lâm Thanh Diện không đơn giản như họ nghĩ. Thạch Hảo huyện Yến Vân đến chúc mừng, tặng xe đua phiên bản giới hạn và 30 triệu tiền mừng là một cái tên chưa từng nghe thấy, nhưng có thể tặng món quà như thế, hẳn không phải là đơn giản. Hứa Quốc Diệu và Lý Thục Phân, cả hai vợ chồng bọn họ khi nghe thấy cái tên này đều đưa người, bởi vì hứa Bích Huyên từng đến huyện Yến Vân, đối với ông Hoàng Ngầm của huyện Yến Vân đã từng được nghe đến. Đầu óc của hai người bọn họ đều thấy khó hiểu, sao Lâm Thanh Diện lại có thể mời được ông Hoàng Ngầm của huyện Yến Vân. Anh ta còn có bao nhiêu bằng hữu lớn thế nữa? Thạch Hạo hưng phần tiến về phía trước, nhìn thấy Trần Tài Anh và những người khác đều đứng ở đó chào hỏi. Tần đốc công của thành phố Thanh Vân tới chúc mừng, tiền mừng một ba trăm triệu. Sau khi Thạch hạo đi vào, Tần đốc công dẫn Tần Vô Song đang ở cửa đi vào, Tần Vô Song mặt mũi nhăn nhó khó chịu tiền về phía trước, tham gia hôn lễ của Lâm Thanh Diện khiến cô hơi khó chịu. Mọi người sau khi nghe thấy lễ vật của Tần đốc công xong, lập tức bắt đầu thắc mắc liệu Tần đốc công có phải là một đại nhân vật hay không nên mới có lễ vật nhỏ như thế, dù sao so với những người trước đó, món quà 300 triệu quả thật là quá nhỏ. Bọn họ không biết là Tần Vô Song bắt Tần Đốc Công chỉ mừng một 300 triệu. Theo suy nghĩ của Tần Vô Song, cô đến dự hôn lễ của Lâm Thanh Diệt, chẳng là đến xem tình địch đã cướp đi ý trung nhân của cô, 300 triệu là giới hạn của cô. Lúc đến, Tần Vô Song còn yêu cầu Tần Đốc Công đề, gửi đứa con gái, trên lễ vật, Tần Đốc Công sống chết không đồng ý. Ông còn nhớ lời Lâm Thanh Diệt từng nói với ông, nếu thật sự viết câu như thế chỉ sợ Lâm Thanh Diện sẽ không cho bọn họ cơ hội trở lại thành phố Thanh Vân. Luôn bị xem là kẻ không có tiếng, xem ra Lâm Thanh Diện cũng chẳng biết nhiều mất đại nhân vật, Lô Quế Mai lúc này chỉ có thể tự an ủi mình một câu. Là Tần gia chủ của thành phố Thanh Vân, ông ta nhất định không hề kém cạnh hơn những người trước, nhất định phải có lý do nào đó họ chỉ hạ lễ 300 triệu, cô không thấy cô gái bên cạnh ông ta trông rất hả hê sao? Con gái của ông ta, theo tôi thấy là do con gái ông ta thích Lâm Thanh Diệt, mà cuối cùng Lâm Thanh Diện lại kết hôn với người khác, trong lòng ghen tị nên mới đưa có chút như thế, bên cạnh là một người biết rõ Tần Đốc Công nói xen vào. Lô Quế Mai lập tức trợn tròn mắt, không ngờ vị này có thể là đại nhân vật cô không bao giờ nghe tới. Kinh Đô, Thương hội Thiên Nguyên, Chủ tịch Trung Thiên Nguyên đến chúc mừng, lễ vật 1,5 tỷ, Kinh Đô, Võ Quán Vân Khê, ông chủ lý Vân Khê đến chúc mừng và gửi một cặp đối chúc phúc. Trung Thiên Nguyên và Lý Vân Khê cùng bước vào lâu đài, trên môi thì luôn cười. Thứ thương hội Thiên Nguyên không thiếu chính là tiền, thế nên quà chính là quà, Trung Thiên Nguyên quá lời chọn quà nên đã trực tiếp chuẩn bị 15 tỷ làm quà mừng cho Lâm Thanh Diện. Lý Vân Khê tuy không thiếu tiền nhưng lại là một kẻ vô cùng keo kiệt, quan hệ với Lâm Thanh Diện rất bình thường, cho nên khi đến, anh ta viết luôn một cặp câu đối, coi nó như lễ vật. Dù sao hắn cũng chả cảm thấy xấu hổ, kẻ luyện võ không để ý mấy chuyện như thể diện cả hai đều đến từ kinh đô, nhưng lễ vật bọn họ tặng lại khác nhau, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Có điều, đa số họ đều kinh sợ trước số tiền 15 tỷ của Thương hội Thiên Nguyên, đây là lần đầu họ thấy lễ vật nhiêu như vậy. Đám người hướng vấn thiên ở phía trước trông thấy Trung Thiên Nguyên và Lý Vân Khê đã đến cũng đều tranh thủ tới nghênh đón chào hỏi, hai vị này đối với bọn họ mà nói đều là những nhân vật lớn, có thể kết giao ở lúc này là một chuyện vô cùng tốt. Đám người hứa ra ngẩn người nhìn Trung Thiên Nguyên đang bước đi, tiếng nói vừa rồi cứ thể lớn vởn trong đầu óc họ. 10, 15 tỷ tiền mừng, thật hay giả vậy, sao lại có người tặng quà mừng tới 15 tỷ? Lý Thục Phân khó tin nói. Lúc này, đám người hứa ra và bạn học của Hức Bích Hoài đều hiểu rằng họ chẳng là khỉ gì so với Lâm Thanh Diện. Những người mà Lâm Thanh Diện quen biết, họ còn chẳng có tư cách đánh giày, chứ đừng nói gì đến tư cách bảo Lâm Thanh Diện là một kẻ phế vật. Còn, còn ai đến nữa không? Hai người này hẳn là cuối cùng rồi chứ, cho dù là còn thì cũng sẽ không lớn hơn 15 tỷ nữa chứ. Lô Quế Mai trừng lớn mắt lầm bẩm. Lúc này, ở ngoài cổng lại có một đám người bước vào, thoạt nhìn thật sự không phải những nhân vật tâm thường, không ít người còn có địa vị lớn hơn những người vừa rồi. Kinh Đô Lâm ra, đến chúc mừng, tiên mừng 300 tỷ. chương 373, vì em, anh sẵn sàng lật đổ cả thế giới. Nhà họ Lâm, 300 tỷ tiền quà. Hai chữ này vang vọng bên tai mọi người, toàn bộ những người trong lâu đài đều im lặng. Từ lão dẫn người nhà họ Lâm đi vào, bởi vì người đứng ở cửa hét lên cái gì đó quá kinh ngạc nên mọi người đều không dám thở mạnh. Toàn bộ lâu đài chỉ còn lại dấu chân của nhà họ Lâm. Lâm Thanh Ngân đi phía sau ông Độ, sau khi nhìn thấy tác phẩm điêu khắc của Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài ngay trước mặt mình, cô ta cảm thấy bất lực, hối hận và ghen ị. Khi người nhà họ Lâm đi đến khu vực hàng ghế đầu, mọi người có mặt đều có vẻ bình tĩnh hơn, họ thở phào nhẹ nhõm, sức áp chế mà nhà họ Lâm dành cho họ vừa rồi quá mạnh. Với địa vị kia, ở trong mắt những người này, bọn họ chỉ là con sâu cái kiến. Nhà họ Lâm đang ở đây, chắc hôm nay tôi đang mơ, thực sự quá sốc. Trời ạ, à, món quà 300 tỷ, e rằng chỉ có một gia tộc như nhà họ Lâm mới có thể nghĩ ý tưởng như vậy. Họ Lâm, họ Lâm Lâm Thanh Diện cũng họ Lâm, chẳng lẽ? Vẻ mặt kinh hãi hiện lên trên mặt mọi người, trong lòng bọn họ chắc cũng đã đoán ra điều gì đó. Mọi người nhà họ hứa với ánh mắt vô hôn nhìn về phía trước, nhìn lên người họ Lâm, trong lòng họ dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả. Cho dù đó là hứa trai hiệp, hồ vô tình, hay tất cả mọi người trong gia đình họ hứa, họ đều rất sốc trước đội hình mà Lâm Thanh Diện mời tới. Ở khu vực ngoài cùng, ai cũng có thể đè bẹp bọn họ, những người này là những người ở đẳng cấp mà họ không thể chạm tới. Lâm Thanh Diện có quan hệ rộng như vậy, thậm chí nhà họ Lâm đã tặng quà 300 tỷ vào ngày hôn lễ của anh, dù họ gọi Lâm Thanh Diện là đồ phế vật trong nhiều năm như vậy. Những người này, ngay cả một trong những người được Lâm Thanh Diện mời đến cũng không thể động tới được, nếu Lâm Thanh Diện thực sự là rác rưởi thì bọn họ còn mặt mũi nào sống trên đời nữa. Giữa tôi và Lâm Thanh Diện thật sự không có gì có thể so sánh được sao? Nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện, ha ha, chẳng trách tôi và anh ấy đánh nhau lâu như vậy, nhưng cuối cùng tôi lại là người chịu thiệt. Hóa ra anh ấy không hề bạc đãi tôi, bị lợi dụng làm đối thủ, hứa trai hiệp cảm thấy bản thân thất bại biết bao. Chỉ sau đó, anh mới nhận ra trước đây mình ngu ngốc đến mức nào. Hồ Vũ Tình cũng sướng sờ nhìn đám người trước mặt, trong miệng lặp đi lặp lại hai chữ, lâm sóc dương, lâm ra, trong đầu nhận ra cái gì đó. Anh ta, anh ta là người nhà họ lâm chẳng trách khi ở thành phố Thanh Vân Chu Lâm chiết biết anh ta sợ anh ta như vậy. Chẳng trách địa ốc Vân Hải khiêu khích anh ta rồi phá sản trong vòng 2 ngày. Lâm Thanh Diện là người họ Lâm, lúc trước mình làm được bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, còn dám khiêu khích hắn mấy lần, cho dù hắn xóa bỏ mình khỏi thế giới này, e rằng sẽ không ai biết, chẳng phải không. Ngoặc kép, nghĩ đến điều này, Hồ Vũ Tinh run sợ, và nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô một lúc. Hứa quốc đống, hứa quốc diệu, Lô Quế Mai và Lý Thục Phân lúc này cũng nhận ra rằng Lâm Thanh Diện nhất định phải có quan hệ mật thiết với nhà họ Lâm, nếu không nhà họ Lâm sẽ không thể tặng quà lớn như vậy. Lâm Thanh Diện cũng họ Lâm, và chỉ có một mối quan hệ mà họ có thể nghĩ đến giữa Lâm Thanh Diện và nhà họ Lâm. Chuyện đã qua, Lâm Thanh Diện hóa ra là người nhà họ Lâm. Lúc trước chúng ta đối xử với cậu ta như vậy, cậu ta sẽ giết hết chúng ta trong cơn tức giận sao? Hứa trai hiệp cười trong đau khổ nói, còn đáng buồn hơn là anh ấy luôn coi chúng ta như con sâu cái kiến. Từ ánh mắt của anh ấy, sợ rằng anh ấy sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến chúng ta. Mọi người xung quanh nghe xong lời nói của hứa trai hiệp, tất cả đều thở dài, cái vã hồi lâu, thậm chí còn không có tư cách để Lâm Thanh Diện chú ý. Nghĩ lại, những gì họ làm trước đây có lẽ nằm trong mắt Lâm Thanh Diện. Tất cả chỉ là một trò đùa. Tống Huyền Khanh cũng kinh ngạc nhìn những người đó trong Lâm gia hít sâu một hơi, trong lòng vẫn hơi kinh ngạc. Khoảnh khắc nhà họ Lâm xuất hiện, tâm tư của Tống Huyền Khanh hơi chấn động. Không được, cho dù bây giờ trở thành người thừa kế của nhà họ Lâm, anh ta vẫn là một thảm họa. Dù có cường giả đến đâu cũng không làm được gì có ích cho gia tộc chúng ta, ngược lại chỉ mang đến vô vàn tai họa cho nhà ta. Tôi đã bị khung cảnh hiện tại của anh ta lừa dối, nếu không thì anh ta sẽ xui xẻo khi đến thời điểm đó, gia đình chúng ta cũng phải đi theo. Tống Huyền Khanh cố gắng hết sức để tự an ủi bản thân, nhưng cơn sốc trong lòng cô không thể kìm nén được. Sau khi nhà họ Lâm đến, cánh cổng lâu đài đóng lại, cũng có nghĩa là những vị khách cuối cùng của ngày hôm nay đã đến, cũng là lúc cô dâu xuất hiện. Khi âm nhạc thay đổi, sự chú ý của mọi người đổ dồn vào bệ pha lê trước mặt, và Lâm Thanh diện từ từ bước ra khỏi đó, nắm tay Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài mặc một chiếc váy cưới tuyệt vời với nụ cười trên môi như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích, dịu dàng và rực rỡ. Lâm Thanh Diện cũng diện vest chỉn chu, tóc tai được chăm chút lại trở nên dạng rỡ, không hổ danh là hoàng tử trong thế giới cổ tích. Hai người đi trước mặt mọi người như một cặp xứng đôi vừa lứa. Mọi người không khỏi bàng hoàng trước ánh đèn mang theo của hai người lúc này, nhiều người đã lấy điện thoại di động ra để ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng và đẹp đẽ này. Lúc này, Châu Vũ Thành, người đang đứng ở khu ghế hàng đầu, đã bị vẻ đẹp của hứa bích hoài làm cho choáng váng và không thốt nên lời. Chiếc váy cưới do anh ấy thiết kế hoàn toàn phù hợp với lâu đài thủy tỉnh này. Sau đêm nay, vẻ đẹp của hứa bích hoài sẽ thu hút sự chú ý của thế giới và với tư cách là nhà thiết kế váy cưới của hứa bích hoài, anh ta sẽ trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Có thể tưởng tượng được rằng trong tương lai, sẽ có bao nhiêu người giàu có bậc nhất tìm đến anh ta để thiết kế quần áo, và vận mệnh của anh cũng sẽ thay đổi vì đám cưới của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài nhìn ánh mắt ghen tị của mọi người trên khán đài, trong lòng hơi kích động. Lâm Thanh Diện từng nói rằng anh sẽ thay đổi vì cô, và bây giờ anh ấy đã làm được điều đó, tôi tin rằng ngày hôm nay không ai sẽ chế nhạo cô vì danh tiếng của Lâm Thanh Diện cả. Mọi người sẽ chỉ ghen tị với cô. Cảm ơn vì đã góp mặt trong đám cưới của vợ chồng tôi hôm nay. Trong mấy năm qua, vợ tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực và bất bình vì tôi tôi đã hứa với cô ấy rằng tôi sẽ thay đổi mọi thứ vì cô ấy hôm nay đám cưới này sẽ là bằng chứng của tôi với tất cả mọi người tôi muốn mọi người biết rằng tôi lâm thanh diện có thể làm cho hứa bích hoài hạnh phúc cả đời lâm thanh diện hào hứng hét lên sau khi mọi người nghe thấy lời nói của lâm thanh diện họ lập tức tán thưởng ngay giờ phút này hứa bích hoài quả thực là người hạnh phúc nhất trên đời lâm thanh diện quay lại nhìn bích hoài với một ánh nhìn chân thành và cảm xúc, hỏi em có sẵn sàng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với anh và chúng ta sẽ không bao giờ chia cắt chứ? Em sẵn lòng, hứa bích hoài không chút do dự mà hét lên. Lâm thanh diện trên mặt để lộ một nụ cười mãn nguyện, sau đó ôm hứa bích hoài, ghé sát vào tai cô nói nhỏ, vì em, anh nguyện lật đổ cả thế giới, chương 374, cô gái ngây thơ. Bên ngoài lâu đài thủy tinh, mặc dù cửa lớn tòa thành đã được đóng lại, nhưng những người vây quanh bốn phía tòa thành như trước vẫn không tản đi mọi người vẫn đang chờ mong có thể đến tòa thành nhìn cảnh tượng bên trong để mở mang kiến thức mà dù cho có không đi vào thì đêm nay bên ngoài lâu đài thủy tinh cũng bị những ánh đèn tô điểm đén trói mắt vẻn vẹn vừa nhìn từ bên ngoài nơi này như trước vẫn là cảnh đêm đẹp nhất hồng thành thật muốn vào xem một chút nha vừa rồi các người có nhìn thấy không hình như gia chủ nhà họ cổ đi vào há lại là gia chủ nhà họ cổ Đại danh Hồng Thành đỉnh đỉnh Trần Tài Anh cũng xuất hiện, người cùng ông ta đi vào là một người đàn ông có khí chất trung niên, tôi vừa rồi mới nhớ đến, người nọ và chủ tịch tập đoàn Thiên Dương vô cùng giống nhau, sau đó tra xét một chút, phát hiện điều này thế nhưng lại là sự thật. Trời đất, đội hình buổi tối hôm nay tới tham gia yến hội cường đại như vậy à? Các người có ai chú ý tới những người đi vào cuối cùng kia không, tôi không biết những người kia ở Hồng Thành đấy, nhưng mà bọn họ cho tôi có cảm giác so với Trần Tài Anh gia chủ nhà họ cổ lợi hại hơn nhiều, những người kia khẳng định là nhân vật tai to mặt lớn một phương đấy. Chủ nhân của toàn thành thủy tinh này rốt cuộc là của ai mà lại có mặt mũi lớn như thế, tôi rất muốn vào xem thử một chút nha, vì cái gì mà mình không có vận khí tốt như vậy chứ, thật sự là làm tức chết mà. Chủ nhân của lâu đài thủy tinh này tuyệt đối không phải bình thường nha, anh ta có thể mời nhiều đến những nhân vật lớn như vậy, vậy nghĩa là đã nói cho mọi người biết thân phận những cây cao bóng cả chắc chắn sẽ không tham gia yến hội của một nhân vật tép siêu. Thời điểm mọi người ở đây nghị luận, thì bức tường thủy tỉnh của lâu đài thủy tinh xuất hiện một hình chiếu đột ngột, bên trên hình chiếu, chính là hình ảnh lâm thanh diện cùng với hứa bích hoài đang hôn môi nồng nhiệt. Các người mau nhìn xem, trên bức tình thủy tinh có chiếu hình ảnh. Một người hô lên, tất cả mọi người đều chạy đến nhìn bức tường thủy tinh. Ông trời của con ơi, hai người kia ở đây cử hành hôn lễ à? tôi còn tưởng rằng bên trong là một yến hội chứ cái đó cô dâu cũng quá xinh đẹp rồi quả thực chính là cô công chúa bên trong truyện cổ tích nha phản ứng đầu tiên mọi người thấy là hình ảnh chính là tán thưởng hứa bích hoài mỹ lệ nhưng mà rất nhanh có người cẩn thận phát hiện hai người trong bức tranh hơi quen mắt người nam kia không phải lâm thanh diện sao cô dâu kia là hứa bích hoài a một người hoảng sợ nói thế mà cũng thật là hôn lê được diễn ra trong tòa thành thủy tinh hôn lễ Lâm Thanh Diện hòa Bích Hoài. Đây cũng quá chấn động rồi. Không phải Lâm Thanh Diện cùng với hứa Bích Hoài đã cử hành hôn lễ. Mà ngay lâu đài thủy tinh này, bọn họ làm sao lại ở đây cử hành hôn lễ, sẽ không phải là giả chứ. Đó không phải là giả. Đây quả thực là một màn chiếu trực tiếp. Hãy nhìn màn hình phía trên, tôi sẽ thả nó xuống. Trong lâu đài pha lê này, hóa ra là đám cưới của Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài. Điều này quá xa hoa. Má ơi, không phải nói Lâm Thanh Diện là một phế vật sao? Hắn sao có thể ở đây tổ chức hôn lễ? Người ta không chỉ có đây cử hành hôn lễ, mà là tới tham gia hôn lễ đều là nhân vật lớn. Loại người này làm sao có thể là phế vật được chứ? Xem ra trước đó là chúng ta hiểu lầm cậu ta, nói thật, tôi ghen ti rồi. Mẹ nó, sớm biết lúc đầu mình kết bạn với Lâm Thanh Diện, không chừng bây giờ bây giờ còn có thể hòa vào đám đông bên trong tham gia hôn lễ, hối hận quá anh cũng không thèm nhìn một chút người tham gia hôn lễ đều là những người nào, anh nghĩ mình cùng người ta làm bạn, người ta nhất định sẽ không thèm để ý đến anh. Phía trên tường thủy tinh có hình chiếu đưa tới bên ngoài những người kia ùn ùn kéo đến thảo luận, tất cả mọi người không nghĩ tới, sự kiện bên trong đang tiến hành, lại là hôn lễ của Lâm Thanh Diện. Người vẫn luôn bị bọn họ xem như phế vật, lúc này lại mời nhiều những nhân vật lớn có mặt mũi như vậy đến tham gia hôn lễ của mình, lại thêm lâu đài thủy tinh, cái này căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Có thể tưởng tượng, buổi tối hôm nay qua đi, sẽ không ai còn gọi Lâm Thanh Diện là phế vật, sau này nhắc về Lâm Thanh Diện, sẽ nghĩ tới hôn lễ hoành tráng, cùng tới sự tham gia của những nhân vật không phải dạng vừa đâu đêm nay. Trên màn hình của bức tường pha lê, sau khi Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài hôn nhau, họ quay lại nhìn mọi người, trên mặt cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc lúc này hai người họ là những người hạnh phúc nhất trên thế giới. Thật sự là quá ghen tị, hai người bọn họ, quả thực chính là vương tử cùng công chúa. Nếu như mình cũng có thể có một hôn lễ như này, xem như hao tổn 10 năm tuổi thọ cũng không sao. Các người là đồ lừa đảo, không phải nói Lâm Thanh Diện là đồ bỏ đi à, anh ta sao lại đẹp trai như vậy, hơn nữa còn có thể tổ chức cho người phụ nữ của mình một hôn lễ hoành tráng như vậy, tôi cảm giác anh ấy mới là đàn ông tốt nhất trên thế giới vô số pháo hoa được bản lên, khiến toàn bộ bầu trời trở nên rực rỡ. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong bữa tiệc linh đình này, ai cũng ghen tị nhìn chầm chầm cặp đôi trên bức tường pha lê, trong mắt hiện lên một sự ấm áp. Vừa vui vừa buồn. Vào lúc này, trong một quán cà phê đối diện lâu đài pha lê, trên tầng 3, bên cạnh cửa sổ. Trung Linh Nhi ngồi bên cửa sổ, nhìn chăm chăm vào hai người trên bức tường pha lê đối diện và pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, nước mắt không kìm được mà trào ra. Lâm Thanh Diện xấu xa, khốn kiếp, khốn kiếp, đau lòng, sao anh có thể bỏ em mà cưới một người phụ nữ khác như thế này, em yêu anh nhiều như vậy, lại bị anh bỏ qua sao? Trung Linh Nhi vừa khóc vừa lấm bẩm một mình, bộ dạng như hoa lê trong mưa thật làm cho người ta đau lòng. Mặc dù cô đã đi theo Trung Thiên Nguyên đến Hồng Thành, nhưng cuối cùng cô không thể lấy được dũng khí để vào lâu đài và xem đám cưới của Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài. Mặc dù lần trước cô đã nói sẽ coi như là em gái của Lâm Thanh Diệt, nhưng cô phát hiện ra tình cảm của mình đối với Lâm Thanh Diệt không dễ dàng từ bỏ, cho dù là chị em đơn giản thể nào đi nữa. Có lẽ Trung Linh Nhi từ nhỏ đã rất ngây thơ, nhưng một khi một cô gái như vậy đã rung động trước tình cảm thực sự của mình, đôi khi nó sẽ kéo dài cả đời, cô ấy rất khó từ bỏ một mối quan hệ. Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, Trung Linh Nhi cảm thấy cô vẫn không thể từ bỏ Lâm Thanh Diệt như thế này, Cô cảm thấy có điều gì đó nên xảy ra với Lâm Thanh Diện trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài lại tổ chức hôn lễ một lần nữa, điều này đủ cho thấy Lâm Thanh Diện yêu Hứa Bích Hoài thật lòng thật dạ. Chính bản thân cô Lân trước chủ động ôm Lâm Thanh Diện, nhưng Lâm Thanh Diện vẫn không động tình. Dù chỉ là một chút, cô đã biết rằng không thể nào để Lâm Thanh Diện đổi ý. Trong lòng cô biết rất rõ nếu thật sự đi dự đám cưới của Lâm Thanh Diện, cô nhất định sẽ không khóc. Sau này cô sẽ trở thành trò cười của mọi người, cô không muốn người khác nhìn thấy mình khóc nên cô không theo Trung Thiên Nguyên vào lâu đài. Người phục vụ thấy Chung Linh Nhi khóc suốt mướt nên bước đến an ủi, "Cô ơi, cô có gặp khó khăn gì không?" "Thực ra cuộc sống không có gian khổ nào, chỉ cần cô nhìn xa một chút, những thứ đó chẳng là gì cả." Khi Chung Linh Nhi nghe thấy lời của người phục vụ, cô trừng mắt nhìn anh ta và chửi rủa, "Cút ngay." Người phục vụ sợ tới mức vội vàng rời đi từ bên người Chung Linh Nhi vẻ mặt như không nói nên lời cho rằng cô ta cần an ủi lại còn quát mình đi thật đáng để buồn trung linh nhi cảm thấy người khác không cảm nhận được nỗi đau trong lòng của cô vì vậy cô không đủ tư cách để mình ngoảnh mặt sau một lúc trung linh nhi ngừng khóc và tính khí của cô ấy thay đổi một chút cô lại liếc nhìn bức tường pha lê ngoài cửa sổ đôi mắt cũng híp lại trong mắt hiện lên một tia sâu thẳng không thuộc về cô tại sao tôi phải nhớ anh ta đến thế này cho dù kết hôn anh ta vẫn có thể ly hôn. Nhiệm vụ của tôi bây giờ không phải là xử lý Lâm Thanh Diệt, mà là xử lý người phụ nữ đã cướp đi Lâm Thanh Diệt. Dù sao đều đã đến hồng tê chúng ta hãy sống ở nơi này một thời gian xem người trong lòng tôi sống như thế nào. Tiện thể nghe ngóng vợ Lâm Thanh Diệt, hãy xem cô ta vì sao xứng với Lâm Thanh Diệt, mình cũng có thể sở hữu Lâm Thanh Diệt cơ mà. Sau khi nói chuyện với chính mình, khuôn mặt của Trung Linh Nhi nở một nụ cười xấu xa hình tượng cô gái ngây thơ ngày ấy đã trở nên dĩ vãng. chương 375, chấn động toàn thành phố tầng 2 của lâu đài thủy tình. Lâm Thanh Diện lôi hứa bích hoài với khuôn mặt ửng hồng đi lên trên. Trải qua nụ hôn sâu vừa rồi, Lâm Thanh Diện theo tiến trình của buổi lễ, dưới sự chú ý của mọi người, một lần nữa tiến hành các bước mà một đám cưới bình thường nên có. Sau đó là nâng ly chúc mừng, cả Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài đều uống rất nhiều, sau bữa tiệc, hai người họ cũng đã hơi say. Tử lượng của Hứa Bích Hoài không tệ, nhưng vì hôm nay quá kích động nên cô vẫn chưa từng say. Lâm Thanh Diện đã uống quá nhiều, đương nhiên không có tâm trí để quan tâm xem những người đó đã đi đâu sau bữa tiệc, anh nói với Quách Lập Bân một chút, sau đó kéo Hứa Bích Hoài lên lầu 2, vào trong căn phòng mà Lâm Thanh Diện đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cô. Anh vẫn còn có chuyện quan trọng hơn để làm. Không có tiếng ồn bên tai, cả hai đều cảm thấy có một luồng nhiệt tỏa ra từ cơ thể đầu cũng bắt đầu quay cuồng hứa bích hoài nhìn lâm thanh diện vẻ mặt ửng hồng đôi môi quyến rũ ngoan ngoãn ngồi ở cạnh giường lâm thanh diện cởi áo khoác ra nhìn hứa bích hoài đang ngồi ở cạnh giường nói đùa bà xã em ở đấy làm gì sao không nằm xuống ngủ hứa bích hoài sửng sốt một chút trên mặt ngẫu nhiên hiện lên một tia phiên muộn cô nói cứ ngủ như vậy sao anh có phải là đã quên cái gì rồi không quên cái gì, hôn lễ kết thúc, chẳng lẽ không phải đi ngủ sao? Lâm Thanh Diện giả bộ không hiểu. Hứa Bích Hoài đứng lên ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, quàng tay qua eo anh, nói: "Hừ, hôm nay anh còn chưa làm xong bài tập, nhất định phải làm xong bài tập mới được ngủ, nếu không đêm nay cũng đừng nghĩ đến việc đi ngủ." "Bài tập, bài tập gì?" Hứa Bích Hoài cười xấu xa nói: "Để em giúp anh hoàn thành bài tập." Sau đó, cô xoay người đẩy Lâm Thanh Diện xuống giường vẻ mặt mềm mại đáng yêu, tư thế mê hoặc. Tối nay anh phối hợp với em là được, em nhất định sẽ làm cho anh hoàn thành tốt bài tập. Sau khi nói xong, hứa bích hoài lao về phía Lâm Thanh Diện. Ngày hôm sau, đám cưới của Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài ở lâu đài thủy tỉnh lan truyền với tốc độ nhanh từ trong miệng mọi người, chỉ trong một ngày. Gần như toàn bộ Hồng Thành đều biết chuyện xảy ra ở lâu đài thủy tinh đêm qua. Những người được mời vào lâu đài hôm qua đã quay rất nhiều video, những video này được đăng lên và lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Cùng lúc đó, mọi người lại bắt đầu thảo luận về Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài, giống như sự việc của năm đó. Chỉ là lần này Lâm Thanh Diện không còn là đồ bỏ đi nữa. Hứa Bích Hoài cũng không còn là kẻ đáng thương không may lấy phải một kẻ phế vật nữa. Những người viết tiểu thuyết về chủ đề lâu đài thủy tinh thậm chí trực tiếp bắt đầu sử dụng tên của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài làm nhân vật chính để kể câu chuyện tình yêu đẹp về Crystal Castle trong tưởng tượng của họ. Quà tặng của những người đến dự đám cưới chắc chắn trở thành chủ đề nóng nhất trong số các chủ đề nóng khác. Chuyện 100 triệu tiền quà làm mọi người hiểu thêm chút ít, đây là lần đầu tiên họ nghe nói có người trực tiếp tặng quà bằng số tiền 100 triệu. Nhưng khi biết 100 triệu tiền quà là do nhà họ Lâm ở kinh đô tặng, họ cũng cảm thấy đương nhiên vì với vốn liếng của nhà họ Lâm quả thật có thể tặng được nhiều tiền như vậy. Sau đó, chuyện nhà họ Lâm tặng quà cho Lâm Thanh Diện cũng đã trở thành một chủ đề rất nóng cũng có nhiều suy đoán về mối quan hệ giữa Lâm Thanh Diện và gia đình của anh. Tuy nhiên, bởi vì mọi người qua kính nể nhà họ Lâm, nên cũng không ai dám đoán rằng Lâm Thanh Diện là người đứng đầu nhà họ Lâm. Đám cưới này cũng cho tất cả mọi người nhìn thấy được các khu vực giao thiệp của Lâm Thanh Diện, từng cái tên đó làm cho người ta thấy kính sợ, là sự tồn tại mà bình thường bọn họ không thể tiếp xúc được, mà đám cưới của Lâm Thanh Diện cũng có rất nhiều người đến, điều đó đủ cho thấy Lâm Thanh Diện là một người lợi hại như thế nào chuyện này đã tạo ảnh hưởng sâu sắc đến thân thích nhà họ hứa sau khi biết lâm thanh diện có thế lực lợi hại như vậy thì mọi người trong nhà họ hứa đều vô cùng hối hận còn có rất nhiều người muốn xin lỗi lâm thanh diện nhưng tiếc rằng họ thậm chí không thể nhìn thấy bóng dáng của lâm thanh diện đâu hứa trai hiệp cảm thấy thất vọng tột cùng từ sau đám cưới anh ta vẫn chưa hưởng dậy nỗi công việc làm ăn trước đó vốn đã đàm phán tốt rồi thì lại thất bại cộng với việc bị đả kích đối đám cưới lần này đời này gia đình anh ta muốn vực dậy cũng không có khả năng nữa. Trong khi mọi người đang thảo luận về đám cưới ở lâu đài thủy tinh, người trong cuộc là Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài thì vô cùng thoải mái nghỉ ngơi trong lâu đài. Họ không quan tâm đến nghị luận của những người ngoài cuộc, lúc này họ chỉ muốn ở trong thế giới riêng của hai người và tận hưởng những ngọt ngào thuộc về họ. Hứa Bích Hoài có thể nói là luôn dính lấy Lâm Thanh Diện trong mấy ngày qua, bởi vì cô biết sau đám cưới này thì Lâm Thanh Diện còn có nhiều việc quan trọng hơn, anh còn sẽ rời đi, vì vậy, nhân cơ hội khi Lâm Thanh Diện vẫn ở Hồng Thành, cô phải tận hưởng khoảng thời gian hoàn toàn chiếm giữ Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng rất thức thời từ chối một cách hóm hình những ai muốn tìm anh sau đám cưới, thành thật mà ở bên cạnh hứa bích hoài. Tuy nhiên, thời gian vẫn luôn rất ngắn ngủi, vài ngày trôi qua rất nhanh chóng, Lâm Thanh Diện có những việc riêng phải làm, công ty của hứa bích hoài cũng cần người quản lý. Vì vậy, sau vài ngày ở trong lâu đài thủy tinh, cả hai đều phải chuyển ra khỏi đó. Đợi anh làm xong việc lần này, anh nhất định sẽ cho em một tuần trăng mật hoàn mỹ, Lâm Thanh Diện nghiêm túc hứa với Hứa Bích Hoài. Mặc dù đám cưới này gây chấn động Hồng Thành nhưng Tống Huyền Khanh vẫn không thay đổi quyết định, bà vẫn chặn Lâm Thanh Diện ở ngoài cửa, chỉ là sau khi nhìn thấy người nhà họ Lâm trong đám cưới, thái độ của bà cũng rõ ràng trở nên mềm mỏng hơn. Lâm Thanh Diện đã lên kế hoạch đến Tô Thành để tìm người mà Lý Vân Khê đã nói, sau đó hỏi về quan lĩnh cho nên anh đã để hứa Bích Hoài về nhà trong thời gian mình không ở đây, như vậy cũng vừa vặn tìm cơ hội thuyết phục Tống Nguyên Khanh. Tin rằng sau khi quan điểm của mọi người về Lâm Thanh Diện đã thay đổi, vẫn có hy vọng khi thay đổi thái độ của Tống Nguyên Khanh đối với Lâm Thanh Diện. Bầu trời đây sao? Lam Thanh Diện và Lý Vân Khê đang ngồi trước quầy ba, trước mặt hai người đều để đầy rượu, lúc này ở đây vẫn chưa mở cửa, cả đại sảnh chỉ có hai người bọn họ. Cậu có chắc là muốn tìm người đó không? Quan lính không dơn dãn như cậu nghĩ, những ai mà có liên hệ với quan lính, cuối cùng sẽ không có kết cục tốt đẹp, cậu chắc chắn muốn đi sao. Lý Vân Khê khuyên nhũ Lâm Thanh Diện lần nữa. Lâm Thanh Diện uống cạn Lý rượu ự nói, anh biết tính khí của tôi, đã quyết rồi thì không có lý do gì thay đổi. Lý Vân Khê bất lực lắc đầu nói, thôi bỏ đi, biết không thể thuyết phục được cậy, tôi cũng sẽ không lãng phí nói chuyện này với cậu nữa. Nói cậu vì sao lại để tôi ở Hồng Thạnh mấy ngày đi, cậu muốn đến Tô Thành để tìm người mà mà tôi đã nói với cậu, chẳng lẽ cậu không muốn ở lại bảo vệ vợ cậu sao? Nếu như có thể đương nhiên sẽ càng tốt hơn, nhưng tôi để anh ở lại, quan trọng nhất là muốn để anh phát huy hết khả năng của anh với tư cách là chủ võ quán Vân Khê, Lâm Thanh Diện nói. Ô, tôi có thể phát huy tác dụng gì? Lý Vân Khê nghi ngờ hỏi. Giúp bọn Trần Tài Anh nâng cao thực lực, Lâm Thanh Diện cười nhạt. Audio điện tử võ tấn bền chương 376, kế hoạch huấn luyện. Thì ra cậu giữ tôi ở lại là muốn tôi làm lao công à, tôi còn tưởng rằng cậu muốn phục vụ tôi ăn sung mặc sướng một thời gian nữa đấy. Lý Vân khê lường lâm thanh diện một cái, hiển nhiên rất không hài lòng đối với sắp xếp của anh. Chân tài anh cũng được coi là người có máu mặt ở hôm thành, anh giúp anh ta nâng cao thực lực, đương nhiên anh ta sẽ không bạc đái anh, lâm thanh diện cười nói. Sở dĩ anh đưa ra yêu cầu này với Lý Vân Khê, tất nhiên là bởi vì thực lực hiện giờ của chân tài anh vẫn còn hơi yếu so với bên phía kinh đô. Hồng Thành là nơi hứa bích hoài sinh sống, tất nhiên Lâm Thanh Diện phải cho cô hoàn cảnh sống an toàn nhất. Sau chuyện của Triệu Xuân Diệu lần trước, anh suy nghĩ biện pháp nâng cao thực lực cho đám người Trần Tài Anh, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Lần này Lý Vân Khê đến tham gia hôn lễ của anh, anh cũng nhân cơ hội này giữ Lý Vân Khê ở lại, bằng trình độ của Lý Vân Khê, chỉ cần đưa ra phương hướng, lập ra kế hoạch huấn luyện thích hợp cho đám người Trần Tài Anh, tin rằng không lâu sau là có thể khiến cho Trần Tài Anh có được một đám thuộc hạ không thua kém gì nhà họ Lâm ở kinh đô. Một lát sau, Lâm Thanh Diện gọi hai người Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái đến, nói cho bọn họ biết suy nghĩ của mình. "Anh Diện, anh như thế này cũng thật coi thường bọn em quá, mặc dù thực lực của bọn em không bằng anh, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể vì tiện ức hiếp, em cảm thấy thật ra cũng không cần phải có người nào dạy dỗ." Không chừng thực lực người dạy còn không bằng em đâu." Lý Huỳnh Thái liếc mắt nhìn Lý Vân Khê bên cạnh Lâm Thanh Diệt, rõ ràng cảm thấy thực lực của mình đủ mạnh rồi, hơn nữa anh ta cũng không thấy cái người thoạt nhìn không mạnh mẽ chút nào này có thể dạy được cho mình cái gì. Trần Tài Anh đã từng nghe nói đến võ quán Vân Khê ở kinh đô, mà trong ngày hôn lễ của Lâm Thanh Diệt, người giới thiệu khách quý gọi người này là Lý Vân Khê, vậy người này 99% chính là chủ của võ quán Vân Khê rồi. Vậy mà bây giờ Lý Huỳnh Thái lại có thái độ khinh thường người ta như thế, điều này khiến cho Trần Tài Anh cảm thấy thằng nhóc này cũng thật sự rất cứng đấy. Anh ta giơ tay kéo kéo Lý Huỳnh Thái, ra hiệu cho anh ta đừng nói lung tung. Lý Huỳnh Thái bị kéo đến nóng này, quay đầu nghi ngờ nhìn Trần Tài Anh, lên tiếng hỏi anh túm quần áo của tôi làm gì. Trần Tài Anh im lặng nhìn Lý Huỳnh Thái, cất lời nói một câu, không có chuyện gì, quần áo anh gác lên người tôi rồi. Lâm Thanh Diện tức giận nhìn Lý Huỳnh Thái, trong khoảng thời gian này anh ta đi theo Trần Tài Anh ở Hồng Thành, có thể nói là hăng hái phấn khởi, không có người nào khiến cho thăng nhóc này nếm mùi thất bại, nên anh ta muốn bay lên tận trời rồi. Sao nào, khinh thường huấn luyện viên tôi tìm cho cậu à? Lâm Thanh Diện lườm Lý Huỳnh Thái nói. Lý Huỳnh Thái cười hì hì nói với Lâm Thanh Diện, cũng không thể nói như vậy, dù sao người ta cũng là bạn bè của anh, tốt xấu gì anh cũng phải nể mặt người ta một chút chứ, Lâm Thanh Diệt lập tức giận dữ vỗ bàn một cái, tìm cách hồi lâu lại trở thành mình không nể mặt Lý Vân Khê rồi hả? Lý Vân Khê cũng hơi buồn cười nhìn thuộc hạ này của Lâm Thanh Diệt, những năm này có bao nhiêu dòng họ lớn ở kinh đô muốn đưa con cháu của bọn họ đến võ quán Vân Khê tập võ, mọi người đều là tranh vỡ đầu cũng muốn giành được một suất đồ đệ của Lý Vân Khê. Tên Lý Huỳnh Thái này lại còn chê ông ta, quả thật khiến cho chủ của võ quán Vân Khê này mất mặt mà. Ông ta lập tức đứng dậy, Đi đến trước mặt Lý Huỳnh Thái lên tiếng, cậu cảm thấy thực lực của tôi không bằng cậu. Lý Huỳnh Thái lập tức khoe cơ tay của mình, vênh mặt nói, nghe nói ông mở võ quán, thực lực của huấn luyện viên chưa chắc đã mạnh, ông cũng đừng để ý quá, con người tôi hay nói thẳng. Chân tài anh ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm thăng nhóc Lý Huỳnh Thái này gặp xui xẻo rồi. Bây giờ cậu dốc hết sức đánh vào tôi, tôi nhìn xem rốt cuộc thực lực của cậu mạnh cỡ nào, Lý Vân Khê cười nói. Lý Huỳnh Thái sừng sốt, lập tức nói: "Đừng làm loạn, bằng cái cơ thể này của ông, tôi dốc hết sức đánh một quyền, không chừng có thể đánh cho ông vào bệnh viện luôn." Sở đi anh ta cảm thấy Lý Vân Khê không dạy anh ta được, cũng bởi vì thoạt nhìn thân thể Lý Vân Khê hơi gầy yếu. Mặc dù thoạt nhìn Lâm Thanh Diện cũng gầy yếu, thực lực lại rất khủng bố, nhưng mà Lý Huỳnh Thái cảm thấy toàn thế giới cũng chỉ có một một tên biến thái như Lâm Thanh Diện, sao có thể mỗi người đều giống anh chứ? Ra tay đánh cũng không dám xem ra là một tên vô dụng, tôi cũng chẳng muốn dạy, Lý Vân Khê thản nhiên nói. Lý Huỳnh Thái bị lời nói của Lý Vân Khê kích thích, lập tức hừ lạnh một tiếng, vung quyền đánh lên trên người ông ta. Đây chính là ông tự tìm. Anh ta còn chưa nói dứt lời, cánh tay Lý Vân Khê đã cử động, dùng tốc độ cực nhanh áp sát vào người Lý Huỳnh Thái, nằm đấm của Lý Huỳnh Thái còn chưa chạm vào người Lý Vân Khê, cả người anh ta đã bay ra xa 7-8 mét rồi. Trần Tài Anh ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, miệng lập tức mở to, khuôn mặt tràn đầy không thể tin nổi nhìn về phía Lý Vân Khê, giống như là nhìn thấy một con quái vật gì vậy. Sau chuyện của Triệu Xuân Diệu lần trước, Trần Tài Anh cũng hiểu được thực lực tổng thể bên mình tranh lệch rất lớn với bên phía Kinh Đô. Vì vậy sau đó anh ta đã từng tiến hành một số huấn luyện với thuộc hạ của mình, trong khoảng thời gian này thực lực tổng thể của bọn họ cũng đã tăng lên rất nhiều. Lý Huỳnh Thái đang ở độ tuổi sung sức nhất, trải qua một thời gian huấn luyện như vậy, thực lực của anh ta được nâng cao rõ ràng nhất, ít nhất mạnh gấp đôi so với trước đó, cho dù so sánh với thuộc hạ nhà họ Lâm mà Triệu Xuân Diệu mang đến trước đó cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà cho dù là như vậy, Lý Huỳnh Thái vẫn không thể cản nổi một chiêu của Lý Vân Khê, thực lực của chủ võ quán Vân Khê, quả nhiên không thể khinh thường. Lâm Thanh Diện không hề đau lòng cho Lý Huỳnh Thái chút nào, tính tình Lý Huỳnh Thái táo bạo, lại đang trong độ tuổi ngung cuồng, quả thật cần một người đến chừng trị anh ta. Lý Huỳnh Thái ngã trên mặt đất tỏ vẻ sướng sờ, anh ta có thể cảm nhận được Lý Vân Khê đã nương tay. Nếu không một trưởng vừa rồi đánh ra, chắc chắn anh ta sẽ bị thương nặng. Người này sao có thể mạnh như vậy? Lý Vân Khê thoáng nhìn Lý Huỳnh Thái, thản nhiên nói: vậy mà lại bị coi thường ở nơi này, xem ra không thể hiện chút bản lĩnh thì không được. Sau đó ông ta quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, lên tiếng: thế chất thằng nhóc kia không tệ, nếu như hướng dẫn thêm, ngày sau trình độ sẽ không thấp tôi nhận nhiệm vụ này của cậu, cầm dây đến đi, tôi viết kế hoạch huấn luyện một chút. Lâm Thanh Diện mỉm cười đi lấy dây bút, Lý Vân Khê viết hồi lâu, sau đó đưa cho Trần Tài Anh, nói, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người các cậu tiến hành huấn luyện theo kế hoạch này, thăng nhóc kia, gấp đôi. Trần Tài Anh nhìn chằm chằm tờ giấy kia, hai mắt lập tức trừng lớn, sau đó hơi đồng tình mà thoáng nhìn về phía Lý Huỳnh Thái. Lý Huỳnh Thái ở dưới đất đứng dậy, đi đến chỗ Trần Tài Anh, xoa lồng ngực mình nói gấp đôi thì gấp đôi ông đây cũng không sợ sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy trông tôi rất đáng thương sao trần tài anh đưa tờ giấy trong tay mình cho lý huỳnh thái sau đó vỗ vỗ vai anh ta nói nén bị thương lý huỳnh thái nghi ngờ liếc nhìn tờ giấy kia sau đó hai chân mềm nhữ suýt nữa quỳ gối với lý vân khê rồi anh về sau anh chính là anh cả của em em có thể huấn luyện như bình thường không gấp đôi muốn mạng em rồi ra khỏi mãn thiên tinh, Lâm Thanh Diện cũng thở dài một hơi, có Lý Vân Khê huấn luyện đám người chân tài anh, tin rằng không bao lâu, thực lực của bọn họ có thể sánh ngang với trình độ của gia đình quyên quý kinh đô. Bây giờ hôn lễ đã xong xuôi, cũng coi như đã giải quyết một nỗi băn khoăn của Lâm Thanh Diện, ngoại trừ Tống Huyền Khanh vẫn có thành kiến với Lâm Thanh Diện ra, sau này hẳn là không có người nào ở Hồng Thành dám khinh thường Lâm Thanh Diện nữa rồi. Mà cho dù là những khách mời đến tham dự buổi hôn lễ đó, chỉ sợ cũng không có ai còn dám đi ức hiếp hứa Bích Hoài nữa rồi. Trở lại khách sạn, Lâm Thanh Diện thu dọn đồ đạc giúp hứa Bích Hoài, chẳng mấy chốc anh sẽ đến Tô Thành, bởi vì Lý Vân Khê nói người biết thông tin về quan lĩnh kia tính tình kỳ lạ, muốn người đó nói ra chuyện liên quan đến quan lĩnh cũng không phải là chuyện dễ dàng, vì vậy Lâm Thanh Diện không chắc chắn được mình sẽ ở Tô Thành bao lâu. Trong khoảng thời gian anh rời đi này, tất nhiên hứa Bích Hoài về nhà ở rồi, thuận tiện nghĩ cách khuyên nhủ Tông Huyên Khanh một chút sau khi thu dọn đồ đạc xong, hai người cùng nhau đi đến gia viên chăn tụy. Bây giờ một nhà hứa cha hiệp đã biết rõ ràng tranh lệch giữa mình và Tống Huyền Khanh, người ta ở gia viên chăn tụy, thật sự không phải là vì xa sút mà là vì khiêm tốn. Ngày đó sau khi nhìn thấy những khách quý của hôn lễ, Lô Quế Mai cũng không dám chặn một nhà Tống Huyền Khanh trong khu chung cư nữa, ngược lại, bây giờ bà ta nhìn thấy Tống Huyền Khanh đều phải trốn đi. Đến cửa nhà, hứa Bích Hoài trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa, Tống Huyền Khanh nhìn thấy hứa Bích Hoài dẫn theo Lâm Thanh Diện trở về, lập tức chạy đến, kéo hứa Bích Hoài vào trong rồi chặn Lâm Thanh Diện ở ngoài cửa. Bích Hoài có thể trở về, cậu không thể, đừng tưởng rằng cậu tổ chức hôn lễ này thì tôi sẽ cho cậu vào nhà, chuyện này là không thể nào. Tống Huyền Khanh hô lên. Mẹ, Thanh Diện đến dọn đồ giúp con, rất nhanh là anh ấy rời đi rồi, mẹ làm gì phải cay nghiệt như vậy, ngay cả cửa nhà cũng không cho anh ấy bước vào. Hứa Bích Hoài nói. Cậu ta muốn đi, đi làm gì? Tống Huyền Khanh lên tiếng hỏi. Đi làm chuyện của mình, mẹ mau cho anh ấy đi vào đi, nếu không mẹ mang đồ đạc vào giúp con, hứa Bích Hoài trả lời. Lúc này Tống Huyền Khanh mới thả cho Lâm Thanh Diện đi vào, còn lấm bẩm một câu, hừ, chắc chắn lại muốn đi gieo rắc tai họa cho người ta, cái đồ tai họa cậu ta, cho dù đi đến nơi nào cũng sẽ khiến cho người ta xui xẻo. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời này của Tống Huyền Khanh, không thể nín được cười, nếu quả thật nói như vậy, lời của Tống Huyền Khanh cũng không sai. dù sao những người chọc vào anh đều thật sự rất xui xẻo. sau khi đặt đồ xuống, Lâm Thanh Diện dặn dò Hứa Bích Hoài một số chuyện, sau đó quay người rời khỏi nhà. sắc mặt tôn tuệ Phương tràn đầy tâm sự nhìn Lâm Thanh Diện rời đi, sau đó hít một hơi thật sâu, cầm áo khoác của mình lên, nói với Hứa Bích Hoài và Tống Huyền Khanh là mình ra ngoài mua thức ăn, sau đó vội viên ác đi ra ngoài. dưới tầng, tôn tuệ Phương đổi kịp Lâm Thanh Diện chân mặt tràn đầy đầy suốt ruột. Chị Tôn, chị làm sao vậy? Sao lại gấp gáp đến như thế? Lâm Thanh Diện nhìn Tôn Tuệ Phượng đuổi theo cảm thấy kỳ lạ. Tôn Tuệ Phương lộ vẻ bất đắc dĩ, sau đó trên mặt mang đầy khó xử nói, Lâm Thanh Diện, tôi thật sự bước đến đường cùng rồi, câu xin cậu cứu con gái của tôi, bây giờ tôi cần 900 triệu, cậu có thể cho tôi vay không? Chỉ cần cậu có thể cho tôi vay, cho dù tôi làm trâu làm ngựa cho cậu cả đời, tôi cũng không một lời oán hận, chương 377, đến Tô Thành. Nghe Tôn Tuệ Phương nói vậy, Lâm Thanh Diện lập tức cao mày nói, chị Tôn, chị đừng sốt ruột quá, chị có thể nói cho tôi biết con gái chị đang gặp rắc rối gì không? 900 triệu đã không phải là con số nhỏ đối với chị Tôn, còn với đứa con gái đang học đại học của chị ấy lại càng là một con số trên trời. Khi nghe chị Tôn nói muốn vay 900 triệu, điều đầu tiên anh nghĩ đến là con gái chị Tôn đã gặp phải kẻ cho vay nặng lãi, gần đây có rất nhiều tin tức sinh viên đại học vay nặng lãi rồi nhảy lâu. Nhưng trong ấn tượng của Lâm Thanh Diệt, Tôn Tuệ Phương luôn nói con gái bà học rất chăm chỉ, luôn đạt thành tích tốt ở trường, thông thường mỗi năm cô bé đều nhận được rất nhiều học bổng, theo lý mà nói thì sẽ không ngốc đến mức dây vào bọn cho vay nặng lãi. Bây giờ Tôn Tuệ Phương lại nói con gái bà cân 900 triệu, có lẽ còn có bí mật khác. Tôn Tuệ Phương hít sâu một hơi rồi nói, hôm qua giao giao gọi cho tôi nói rằng bị một bạn nam lừa, cậu ta là con của nhà lãnh đạo trường, có lẽ vì giao giao không đồng ý yêu cầu của cậu ta nên mới bị đe dọa. Cậu ta đòi giao giao 900 triệu, nếu không sẽ lợi dụng mối quan hệ trong trường để đuổi học giao giao, không cho con bé tiếp tục đến trường. Lâm Thanh Diện, giao giao vào được đại học cũng không dễ dàng gì, bây giờ nó đã học năm ba rồi, nếu bị đuổi học vào lúc này thì sẽ không bao giờ có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình nữa, cho nên tôi chỉ có thể đến câu xin cậu thôi. Tôn Tuệ Phương nói xong hốc mắt cũng đỏ hoe, có thể thấy bà vô cùng coi trọng việc học của con gái. Lâm Thanh Diện cũng đã gặp những người họ hàng trong gia đình Tôn Tuệ Phương, biết rằng nếu hai mẹ con họ muốn thoát khỏi vũng bùn ấy thì đúng là chỉ có một con đường duy nhất là để con gái Tôn Tuệ Phương học tập thành tài. Một khi con gái bà bị đuổi học thì mọi thứ của họ bây giờ sẽ lại trở lại như ban đầu và không còn cơ hội trở mình nữa, vì vậy Tôn Tuệ Phương mới lo lắng đến thế. "Chị Tôn, chị đừng kích động." Chuyện của con gái chị chắc chắn không đơn giản vậy đâu. Không thể có chuyện người khác vừa đe dọa một chút là cô bé đã xin người nhà nhiều tiền như vậy được, trong đây khẳng định còn có chuyện mà cô bé chưa nói cho chị, Lâm Thanh Diện nói. Tôn Tuệ Phương nghe Lâm Thanh Diện nói như vậy, sau khi suy nghĩ lại thì cảm thấy rất có lý, nhưng trong điện thoại khi con gái bà nói rất sốt ruột, bà hiểu tính cách con mình, nếu không phải bị ép đến mức bất đắc dĩ thì con bé sẽ không tìm bà. Con bé này bình thường dù tiền ăn không đủ cũng nghĩ cách để sống cho qua ngày, bây giờ tự nhiên tìm bà xin nhiều tiền như vậy, chắc chắn là do không còn cách nào khác. Đồng thời cũng nói lên rằng con gái bà đang gặp phiền phức, đối với nó mà nói, chắc chắn là vô cùng nghiêm trọng. Lâm Thanh Diện, tôi biết có thể cậu nghỉ ngờ nguyên nhân giao giao cần nhiều tiền như vậy, nhưng tôi có thể lấy tính mạng mình ra đảm bảo với cậu, giao giao không phải đứa trẻ hư, con bé sẽ không làm chuyện gì phạm pháp đâu, chắc chắn là nó đã gặp phải phiên phức gì đó tôi thật sự hết cách rồi tôn tuệ phương nói xong cũng sắp khóc đến nơi lâm thanh diện thấy tôn tuệ phương kích động như vậy nhanh chóng an ủi chị tôn chị là một thành viên trong gia đình chúng ta con gái chị cũng là em gái tôi con bé gặp phiên phức chắc chắn tôi cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ nếu tôi nhớ không nhầm thì con gái chị đang học ở đại học tô thành phải không tôn tuệ phương vội vàng gật đầu nói đại học tô thành con bé học ở đó năm nào nó cũng nhận được học bổng của trường chắc chắn sẽ không làm chuyện gì xấu đúng lúc tôi cũng có việc cân đến tô thành xử lý võn định ngày mai xuất phát nhưng bây giờ con gái chị đang gặp rắc rối nên hôm nay tôi sẽ qua đó luôn trước tiên phải xem xem con bé đã gặp phải rắc rối gì nếu đến khi đó thật sự có việc cần trả tiền thì chỉ cứ yên tâm tôi sẽ trả thay cho con bé không để con bé phải nghỉ học đâu lâm thanh diện nói nếu con gái Tôn Tuệ Phương đang học ở đại học Tô Thành thì chỉ bằng anh tự đến đó một chuyến để tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Thanh Diện, cảm ơn cậu, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi và con gái, chỉ cần con gái tôi thoát khỏi rắc rối này thì dù cậu bảo tôi làm giúp việc không công cho gia đình cậu cả đời thì tôi cũng sẽ không phàn nàn, Tôn Tuệ Phương cảm động nhìn Lâm Thanh Diện nói. Lâm Thanh Diện cười nói, chị Tôn, đều là chuyện tôi nên làm cả, chị cũng đừng lo lắng, không còn việc gì nữa thì về đi. Khi nào đến Tô Thành, tìm hiểu rõ tình hình, tôi giúp con gái chị giải quyết rắc rối, chị cứ ở nhà chờ tin của tôi là được." Tôn Tuệ Phương vội vàng gật đầu, bà cảm thấy may mắn lớn nhất đời này của mình chính là gặp được Lâm Thanh Diện, nếu không bây giờ gặp chuyện này bà thật sự không biết nên giải quyết thế nào. Sau khi Tôn Tuệ Phương về, Lâm Thanh Diện ra khỏi khu trung cư, bắt xe đến Mãn Thiên Tinh. Vì Hồng Thành cách Tô Thành không xa lắm, chỉ mất 2 giờ đi xe nên Lâm Thanh Diện dự định lái xe đến đó. Bình thường xe của hứa Bích Hoài cần dùng để đi lại nên anh chỉ có thể mượn xe của Trần Tài Anh. Trong bãi đậu xe của Mãn Thiên Tinh, Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh đứng trước một chiếc xe Santana có phần cũ kỹ, Trần Tài Anh hơi xấu hổ. Khủ khủ, bây giờ tôi cũng chỉ có thể mượn được chiếc xe này thôi. Kế hoạch ông chủ lý chỉ định cho chúng tôi bao gồm các hang mục huấn luyện ở vùng núi ngoại ô, chúng tôi phải lái xe qua, cho nên chỉ còn mỗi chiếc xe này cho cậu mượn được mặc dù nhìn nó hơi cũ một chút nhưng vẫn hoạt động rất tốt. Lâm Thanh Diện cười cười, cũng không kén chọn, ô tô cũng chỉ là phương tiện đi lại mà thôi, chỉ cần đi được là không có vấn đề gì. Sau khi anh lên xe gọi điện cho hứa Bích Hoài thông báo cho cô một tiếng, rồi lái xe về phía Tô Thành. Tô Thành là thành phố du lịch, nơi đây được gọi là thiên đường trốn nhân gian. Cho dù ở ngay trong nội thành, bạn vẫn có thể cảm nhận được tâm quan trọng của nó với môi trường, còn vùng ngoại ô của Tô Thành lại có rất nhiều danh lam thắng cảnh năm a quốc tế, cũng vì thế mà Tô Thành rất phát triển ngành du lịch. Trên đường đến Tô Thành, Lâm Thanh Diện gọi điện cho ông Độ. Giúp tôi điều tra một chút về người phụ trách tất cả hoạt động của Tô Thành, tôi cần đến Tô Thành xử lý chút chuyện, có lẽ sẽ cần đến, Lâm Thanh Diện nói. Trong những năm đầu, chúng ta đầu tư vào hai ngọn núi danh lam thắng cảnh phát triển ở Tô Thành, bây giờ hai ngọn núi này đã trở thành danh lam thắng cảnh 5A. Bây giờ tình hình của chúng ta ở Tô Thành cũng rất đáng tự hào, kinh tế của Tô Thành một nửa là do nhà họ Lâm kiểm soát, người phụ trách ở đó tên là Trình Quân, lát nữa tôi sẽ thông báo cho cậu ấy tới đón cậu, ông Độ đáp lời. Lâm Thanh Diện nghe xong lời của ông Độ thì hơi kinh ngạc, không ngờ nhà họ Lâm lại kiểm soát một nửa nên kinh tế của Tô Thành, điều này cho thấy sức ảnh hưởng của nhà họ Lâm ở Tô Thành này khá phi thường. Trình Quân quản lý 12 công ty lớn nhỏ ở Tô Thành, Tô Thành có hai gia tộc uy tín lâu năm là nhà họ Lý và nhà họ Uông. Bây giờ nhà họ Lý đã chọn sát nhập vào nhà họ Lâm, cho nên ở Tô Thành này chỉ cần không động tới nhà họ Uông thì làm chuyện gì cũng rất dễ, ông Độ nói tiếp. Lâm Thanh Diện đáp lời, sau khi biết được tình huống cơ bản, anh đã có tính toán trong lòng, mặc dù Lâm Thanh Diện có thể tự giải quyết được rắc rối bình thường, nhưng có một số người giúp đỡ thì vẫn sẽ thuận tiện hơn. Đại học Tô Thành, ký túc xá nữ. Vẻ mặt lục hân giao ảm đạm, cúi đầu đi vào ký túc xá của mình. Mặc dù cả người trông rất bơ phờ nhưng vẫn không giấu được nét xinh xắn trên gương mặt cô. Mãi ngày nay có thể nói là khoảng thời gian xui xẻo nhất trong cuộc đời cô, những chuyện phiền lòng khiến cô không có tâm trạng học hành, cả người xa suốt đi rất nhiều. Ký túc của họ là một phòng dành cho bốn người, cô đấy cửa vào, ba người bạn cùng phòng đều đang ngồi trong ký túc xá trò chuyện. Cô vừa vào, ba người đều im lặng, nhìn chăm chằm vào lục hân dao, như nhìn sinh vật lạ, lục hân giao đoán là vừa nãy họ đang nói tới chuyện của mình thời gian này có một số tin đôn trong trường rằng cô đi làm gái ở ngoài thậm chí có người còn nói cô được trả giá triệu rưỡi một đêm bất kể là trong hay ngoài trường đều nhận đơn vừa nãy trên đường về có mấy cậu con trai hỏi cô tối nay có ra ngoài chơi không cô nhìn vào đôi mắt háo sắc của chúng sợ hãi bỏ chạy thật nhanh cô phớt lờ cái nhìn kỳ lạ của đám bạn cùng phòng lúc này cô chỉ muốn nằm lên giường mình nghỉ ngơi thật tốt cô bước đến bên giường Vừa định nằm lên thì đột nhiên sờ thấy đệm mình ướt sũng. ban đầu cô còn tưởng là ai vô tình làm đổ nước vào nhưng sau đó cô phát hiện cả tấm đệm của mình đều đã ướt hết. Cô đưa tay sờ vào tấm đệm đã ướt đấm, thậm chí còn có thể vắt được ra nước của mình, cô lập tức cảm thấy tủi thân. Cô đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn một trong ba người bạn cùng phòng, trên mặt hơi tức giận, cho dù bình thường tính cô có tốt thế nào đi trang nữa thì lúc này lục hân dao cũng không thể nhịn được. Uông diểu diểu, có phải cậu làm không? Người tên Uông Diểu Diểu quay đầu lại, liếc nhìn Lục Hân Giao rồi khinh thường nói, cái gì mà tôi làm, cô đừng có vụ oan cho người khác. Trong phòng này ngoài cậu ra thì còn ai được nữa. Hôm qua lúc tôi đi tắm, người cắt nước cũng là cậu, sách giáo khoa trên bàn tôi bị mất hai quyển cũng được tìm thấy trong ngăn kéo của cậu, rốt cuộc tôi đã làm gì cậu mà cậu lại đối xử với tôi như vậy. Lục Hân Giao gần như phát điên, không thể kìm được nỗi uất ức mà mình đã chịu, cô hét thẳng vào mặt Uông Diểu Diểu uông diều diều cũng lập tức đứng dậy hai mắt trợn lên nhìn lục hân giao khinh bỉ nói mày đang hét lên với ai đấy con điếm thối bấn thỉu trong quán bar mà cũng dám ở đây hét lên với tao dường mày bị ướt thì ướt thôi dù sao tối đến cũng có đàn ông thuê phòng cho mày mày sợ cái gì cậu đừng nói linh tinh đó chỉ là những tin đồn thất thiệt lục hân giao nắm chặt tay rồi hét lại tin đồn cái gì mày biết cái gì gọi là không có lửa làm sao có khói không đã có người nhìn thấy mày đi thuê phòng với người khác rồi, Trương Minh cũng nói hôm đó mày còn dụ dỗ anh ấy đến nữa, đây cũng là tin đồn à. Mày làm gà thì cứ làm gà thôi, còn giả bộ cái gì, lập điểm còn muốn lập đền thờ, Uông Diểu Diểu khinh thường nói. Từ khi lên đại học, Uông Diểu Diểu luôn tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, thấy dù là học lực hay ngoại hình mình đều thua kém lục hân giao nên rất ghen tị với cô nhất là khi thấy vô số bạn nam theo đuổi lục hân giao còn mình thì lại chỉ có vài ba tên không đứng đắn, chẳng ai tỏ tình. vì vậy uông diều diều vẫn luôn rất khó chịu với lục hân giao, hễ có cơ hội bắt nạt lục hân giao thì sẽ không bao giờ bỏ qua. lần này trong trường có tin đôn lục hân giao đi làm gái, có hành vi không đứng đắn nên đương nhiên uông diều diều phải nằm lấy cơ hội có một không hai này xóa sổ hoàn toàn kẻ thù tưởng tượng trong lòng. lục hân giao gần như không nhịn được nữa mà lao về phía uông diều diều dù tính tình có tốt đến đâu cô cũng không thể chịu nổi sự vu khống của cô ta. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Lục Hân giao đổ chuông. Cô lấy điện thoại di động ra, là Trương Minh gọi tới. Lục Hân giao, cô chuẩn bị tiền đến đâu rồi? Tốt nhất bây giờ cô tới trước tòa nhà dạy học tìm tôi đi, tôi có được vài thứ hay ho đấy, cô chỉ đưa tôi 900 triệu sợ rằng không đủ. Sắc mặt Lục Hân Giao thay đổi, muốn hỏi anh ta có ý gì nhưng người bên kia đã cúp máy. Uông rìu rìu nhìn vẻ mặt Lục Hân Giao thì lập tức cười chế nhạo là Trương Minh gọi tới phải không? Mày mau đi đi, anh ấy có thứ hay ho của mày đấy, nếu đến muộn thì toàn trường sẽ được nhìn thấy nó. Lục Hân Giao cắn răng, nhìn Uông rìu rìu, mặc kệ cô ta rồi chạy ra khỏi phòng ký túc trường 378 anh cũng có tư cách nói đến pháp luật. Phía trước tòa nhà dạy học, một người toàn thân đều là hàng hiệu, một người đàn ông hung hăng đang đứng ở đây với vẻ mặt đáng khinh nhìn chằm chằm vào hai tấm ảnh trên điện thoại của mình. Hai tấm ảnh đó là cảnh tượng một người phụ nữ đang tắm, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn ra được, người phụ nữ bên trong bức ảnh, chính là Lục Hân Giao. Lúc này Lục Hân Giao với vẻ mặt lo lắng chạy đến trước tòa nhà dạy học, sau khi nhìn thấy Trương Minh, đã nhanh chóng chạy qua đó. Trương Minh, anh có ý gì, anh cầm đồ gì của tôi? Lục Hân Giao thở gấp mở miệng hỏi trương minh nhìn lục hân giao nở một nụ cười xấu xa lấy di động cho lục hân giao nhìn thoáng qua một cái lục hân giao nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại của trương minh lập tức muốn đoạt lấy điện thoại trương minh vội vàng cất điện thoại của mình cười nói thế nào cô muốn cướp điện thoại của tôi đúng là nằm mơ tại sao anh lại có bức ảnh lúc tôi đang tắm trương minh anh đúng là tên khốn có phải anh đã nhìn trộm tôi tắm lục hân giao vẻ mặt khẩn trương nói cô nói chuyện có thể dùng đầu suy nghĩ một chút không, cô ở bên trong ký túc xá tắm, tôi làm sao có thể nhìn trộm về phần tấm ảnh này tại sao lại có, cô đừng nên quản nữa, cô chỉ cần biết, trong tay tôi có bức ảnh này, cô đưa tôi 900 triệu, có lẽ cũng không đủ, Trương Minh vẻ mặt nham hiểm nói. Lục Hân giao nhịn không được lùi về phía sau hai bước, đồng tử hơi co lại, Trương Minh không thể vào được ký túc xá nữ, vậy chỉ có thể là uông diều diều. Nghĩ đến lúc tối hôm qua cô đang tắm, tự nhiên bị mất nước bên ngoài vẫn vọng đến tiếng cười của uông diều diều bức ảnh này chỉ có thể là uông diều diều chụp bức ảnh này có phải là uông diều diều chụp không anh hãy xóa nó đi anh đây là đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi lục hân giao gân như sụp đổ bây giờ trong trường học đều là những tin đồn tiêu cực về cô nếu như lúc này trương minh đưa bức ảnh công bố ra như vậy cô thực sự không có biện pháp tiếp tục ở lại trường học nữa trương minh nở một nụ cười lạnh nói muốn tôi xóa bức ảnh này đi cũng được, cô nhất định phải có 900 triệu, và cùng tôi và chú của tôi ngủ một đêm, còn không nếu cô chỉ đưa tôi 900 triệu thì bức ảnh này vẫn bị gửi đi. Lục Hân Giao mấy ngày nay vì những chuyện này đã trở lên rất nhạy cảm, cô vốn là một người con gái chăm chỉ luôn hướng về phía trước, vì hiểu rõ tình hình của gia đình, cho nên vẫn luôn giản dị. Trong trường học cô là một học sinh ưu tú, rất nhiều người đều coi cô là tấm gương để học tập, nhưng hiện tại cô lại gặp những chuyện như thế này, cho nên tất cả mọi người đều nói cô là một con điểm, đây là một đả kích rất lớn đối với cô. Cô hai mắt đỏ bừng liếc mắt nhìn Trương Minh, lúc sau tiến lên, đưa tay cướp lấy điện thoại từ trong tay của Trương Minh. Trương Minh không nghĩ tới một người từ trước đến nay luôn nho nhã dịu dàng như Lục Hân Giao lại có thể chủ động quốc đồ, cũng là bị dọa một cái. Có điều dù sao anh ta cũng là một người đàn ông, lúc sau phản ứng lại, nhanh chóng nhét di động của mình vào trong túi, một bàn tay bắt lấy cánh tay Lục Hân Giao, hét lên, cô mẹ nó điên rồi sao? Anh xóa đi cho tôi, Lục Hân Giao hét lên một cách điên loạn. Con mẹ nó, bố mày chính là không xóa đấy sao nào, cô thế nhưng còn dám cướp di động của tôi, con mẹ nó thực sự nghĩ rằng bố mày cho cô mặt mũi rồi phải không? Trương Minh hướng về phía Lục Hân Giao măng một câu. Lục Hân Giao lúc này đã không thể kìm chế tức giận trong lòng, cô dùng sức vươn người về phía túi quần của Trương Minh, muốn cướp di rộng của Trương Minh trương minh thấy lục hân giao còn không dừng lại cũng có một chút tức giận sau đó hướng mặt của lục hân giao tát một cái ba một tiếng lục hân giao thiếu chút nữa không đứng vững lảo đảo lui lại phía sau mấy bước con điếm thối cô vẫn còn động thủ thực sự nghĩ rằng tôi không dám ra tay sao trương minh hung dữ nói lục hân giao vẻ mặt uất ức không nghĩ đến trương minh sẽ ra tay đánh mình ôm mặt đứng im tại chỗ ngơ ngác nhìn trương minh bởi vì âm thanh cãi nhau rất lớn, cho nên thu hút sự chú ý của một số bạn học đi ngang qua, trước tòa nhà dạy học rất nhanh vây quanh một đám người. Trương Minh nhìn mình bị nhiều người vây xem, trên mặt lộ vẻ hãn học, sau đó hướng về mọi người xung quanh mở miệng, mọi người cùng lại đây xem xem, con điếm lục hân dao này, vì muốn tiên của tôi, bắt đầu trong trường học câu dẫn tôi, tôi không đồng ý, cô ta bám dính lấy tôi, mọi người nói loại người đê tiện như cô ta, ở trong trường học của chúng ta, chính là bôi nhọ trường học của chúng ta. Sau khi mọi người nghe được những lời của Trương Minh, ngay lập tức đối với Lục Hân Giao chỉ trỏ nói sáu sau lưng, nhìn cô với ánh mắt hèn mọn. Không phải nói Lục Hân Giao là học sinh ưu tú của trường chúng ta sao, cô ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Trước mặt mọi người đi câu dẫn người khác, cái này cũng quá mất mặt đi. Bạn không biết những tin đồn gần đây sao, bọn họ đều nói Lục Hân Giao là một con điếm, vì kiếm tiền đã bắt đầu nêu rõ giá cả rồi, trước đây cô ta luôn quấn lấy Trương Minh, không nghĩ đến cô ta còn không biết xấu hổ như vậy, bắt đầu trong trường học tán tỉnh Trương Minh. Chật chật, dù có tốt đến mấy thì có tác dụng gì, còn không phải bán mình sao, cô ta cần tiền như vậy sao, hơn nữa với nhan sắc của cô ta, coi như có người khác bao nuôi, cũng không đến mức hỗn thành như vây. Ai biết được, nghe nói gia đình Lục Hân Giao rất nghèo, đều là mẹ cô ta đi làm kiếm tiền nuôi cô ta ăn học bây giờ cô ta lại làm ra loại chuyện như thế này, nếu như để cho mẹ cô ta biết, không phải là sẽ bị tức chết sao. Lục Hân Giao nghe những lời thảo luận xung quanh, nước mắt không ngăn được mà rơi xuống. Không phải như vậy, không phải như mọi người nghĩ, tôi là bị người khác hãm hại, tôi chưa từng làm ra những chuyện như vây. Cô nhỏ giọng nói, nhưng mà lúc này căn bản sẽ không có người nghe thấy những gì cô nói, mọi người đều vui vẻ xem tin tức ba học sinh giỏi mới xảy ra cho dù Lục Hân Giao có giải thích, mọi người cũng sẽ không tin. Mọi người mau xem, cái con kỹ nữ này thế vậy mà còn khóc ra được, tôi vẫn còn chưa thấy ủy khuất đây, cô lại giả bộ đáng thương, mọi người ngàn vạn lần đừng tin tưởng bộ mặt này của cô ta, là cô ta diễn kịch, diễn giống y như thật. Trương Minh nhìn thấy Lục Hân Giao khóc, lập tức lại hô một tiếng. Lúc này Trương Minh quay đầu lại nhìn Lục Hân Giao một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, thấp giọng nói, con điếm thối tha, đây chính là kết cục cô không nghe lời, đừng nghĩ rằng chuyện này đến đây là kết thúc, tao cho cô thời gian một ngày để suy nghĩ, đến lúc đó nếu cô không đồng ý với yêu cầu của tôi, tôi sẽ tung ảnh của cô ra ngoài. Nói xong, Trương Minh xoay người rời đi. Trong nháy mắt lúc anh ta xoay người, đột nhiên cảm thấy trước mắt mình tối xâm, tiếp đó va phải một bộ ngực rắn chắc. Lúc sau Trương Minh đứng vững lại, tập trung nhìn vào, phát hiện ngăn cản trước người mình nhìn qua rất phổ thông bình thường, có điều người đàn ông đó lớn tuổi hơn anh không ít. Nhìn người đàn ông này chúng không có điểm gì đặc biệt, Trương Minh tùy tiện mở miệng mắng, mày có bệnh sao? Ở đây chặn đường tao, nhanh tránh ra. Tùy ý nói xấu hủy hoại sự trong sạch của một cô gái, lại vẫn còn quanh minh chính đại, anh thật đáng mất mặt đàn ông. Người đang nói chuyện chính là Lâm Thanh Diện, sau khi đến Đại học Tô Thành một lúc, anh vốn định gọi điện cho Lục Hân Giao, sau đó nhìn thấy một đám đông vây quanh, tới xem qua một chút anh đã nhìn qua bức ảnh lục hân giao chụp cùng tôn tuệ phương cho nên biết diện mạo của lục hân giao rất nhanh xác định cô gái gần như sụp đổ kia chính là lục hân giao em mờ sao nó mày là ai cũng dám ở đây nói với ông mày như vậy ai hủy hoại sự trong sạch của cô ta cô ta chính là một con điếm lẽ nào cái này vẫn cân tao hủy hoại sao trương minh không chút khách khí nói lâm thanh diện tiến lên một bước đấm một cái lên mặt trương minh trương minh trong nháy mắt ngã xuống đất một bên mặt nhanh chóng bị sưng lên. Mọi người xung quanh chứng kiến Lâm Thanh Diện đột nhiên ra tay, tất cả đều kinh ngạc, không thể không cách xa Lâm Thanh Diện một chút. Con em mờ sao nó mày rốt cuộc là ai? Tại sao lại đánh tao? Mày sẽ không phải là người yêu của con tiện nhân này chứ? Trương Minh cầm giận trừng Lâm Thanh Diện, nếu không phải đã cảm nhận được sức lực cú đấm này của Lâm Thanh Diện, anh ta đã muốn xông lên đánh Lâm Thanh Diện. Cái người này chắc không phải là người bao nuôi lục hân giao đi, thế nhưng lại ra tay mạnh như vây. Người này nhìn qua cũng không giống như người có tiên, làm sao có thể là người bao nuôi lục hân giao, theo thôi nghĩ chỉ là một người thích lục hân giao mà thôi. Lục hân giao này có tính lắng lơ như vậy, làm sao sẽ có người thích cô ta, theo tôi nghĩ chắc là người thân của cô ta, bằng không làm sao có thể thay cô ra mặt. Lục hân giao cũng không nghĩ tới sẽ có người đứng ra giúp cô, lại còn ra tay đánh Trương Minh. Cô cẩn thận suy nghĩ, phát hiện ra chính mình cũng không quen người này. Nhưng rất nhanh, cô nghĩ ra, lúc đó mẹ cô gọi điện nói với cô, lát nữa sẽ có người đến giúp cô. Người vừa đến chính là người thuê Tôn Tuệ Phương làm giúp việc. Tôn Tuệ Phương lúc gọi điện thoại cho Lục Hân Giao thường xuyên nhắc đến Lâm Thanh Diệt, cho nên Lục Hân Giao cũng biết đến cái tên Lâm Thanh Diện. Người kia, chính là anh Lâm Thanh Diện sao? Lục Hân Giao lẩm bẩm nói. Lâm Thanh Diện bước về phía Trương Minh, cúi đầu nhìn anh ta, Âm Thanh lạnh lùng mở miệng, "Lấy di động của anh ra đây." Trương Minh nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện nói, "Anh bảo tôi đưa thì tôi phải đưa cho anh sao?" "Nói cho anh biết, chú của tôi chính là chủ nhiệm hội sinh viên trường Đại học Tô Thành. Ngày hôm nay anh đánh tôi, sau này đừng nghĩ có thể làm bừa ở cái trường học này." Anh ta vẫn còn tưởng Lâm Thanh Diện cũng là người trong trường học. "Không đưa đúng không?" Lâm Thanh Diện giơ chân lên, nhìn qua có thể tùy ý đá ra bất cứ lúc nào. Trương Minh nhìn chân Lâm Thanh Diện, nuốt nước bọt, người có thể đấm một cái ngã ra đất, nếu như lại dùng chân đá ra một phát, e rằng sẽ bị đá cho gãy xương. Anh ta do dự một lúc, cuối cùng Vân không kháng cự nổi áp lực, thành khẩn lấy di động của mình từ trong túi quần ra. Lâm Thanh Diện cầm lấy điện thoại, Trương Minh lập tức hét lên một câu, mọi người nhanh báo cảnh sát đi, cái người này ngang nhiên cướp điện thoại của tôi, còn có luật phát nữa không đây? Lâm Thanh Diện mở điện thoại ra xem phát hiện ra trong điện thoại có bức ảnh Lục Hân Giao đang tắm, trong lòng cũng không khỏi tức giận. Anh nhìn chăm chằm vào Trương Minh, lạnh lùng nói, anh mà cũng có tư cách nói đến pháp luật. Thật buồn cười. Nói xong, anh ném điện thoại của Trương Minh xuống đất, một chân dỡ oám lên, điện thoại ngay lập tức bốc khói. Trương 379, Lục Hân Giao. Trương Minh nhìn điện thoại mình bị đạp hư, hai mắt đăm đăm. Đây chính là điện thoại anh ta mới mua được một tuần, cứ như vậy lại bị người này giảm nát. Em sao nó đó là điện thoại mới của tôi, anh dựa vào cái gì giã ấm nát điện thoại tôi, anh chờ đó cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Trương Minh chừng hai mắt về phía Lâm Thanh Diện hết, dáng vẻ như muốn đánh Lâm Thanh Diện một trận, nhưng không dám xông lên. Điện thoại tôi có thể bồi thường cho cậu, cậu có thể bồi thường tổn thương tinh thần cho cô ấy không? Lâm Thanh Diện mặt lạnh nhìn Trương Minh. Trương Minh nhất thời hơi trột giả, có điều vẫn cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Lâm Thanh Diện. Nói anh có dám nói tên mình ra không, ở đại học Tô Thành vẫn chưa có người tôi không trị được. Chuyện này trước khi chưa được làm rõ hoàn toàn, tôi sẽ không rời đi, cậu tốt nhất nên nghĩ kỹ chuyện mình làm có vấn đề hay không, nếu không đến lúc đó không ai có thể cứu cậu, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Trương Minh hừ một tiếng, sau đó từ dưới đất đứng lên, hung ác nói một câu về phía Lâm Thanh Diện, vậy anh cứ chờ đó cho tôi, tôi cho hai người chết cũng không được tử tế. Nói cho anh biết nếu như Lục Hân Giao bị đuổi, chính là trách nhiệm của anh, ai cũng đừng hòng cứu cô ta. Nói xong, Trương Minh lao ra khỏi đám người, chạy đi xa. Thấy Trương Minh rời đi, Lâm Thanh Diện xoay người đi tới trước mặt Lục Hân Giao, anh bây giờ phải làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì, mới có thể nghĩ cách giúp Lục Hân Giao. Nếu như cái gì cũng không làm rõ, xông lên đánh cho Trương Minh một trận, vậy cũng quá không biết điều rồi. Lục Hân Giao hai mắt ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Diện, thật lâu sau cũng chưa phản ứng lại, cô ta ở trong trường luôn là một mình, trước giờ chưa có ai ra mặt thay cô ta. Đây là lần đầu tiên cô ta cảm nhận được cảm giác có người làm chỗ dựa cho mình. Cô không sao chứ, Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi một câu. Lục Hân Giao nghe thấy giọng của Lâm Thanh Diện, mới từ trong đống suy nghĩ rắc rõi phục hồi lại tinh thân, sau đó vội vàng lắc đầu với Lâm Thanh Diện, nói tôi, tôi không sao. Tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi là lâm thanh diện định giới thiệu bản thân trước anh là đại ca lâm thanh diện lục hân giao mở miệng trong mắt tràn đầy cảm kích lâm thanh diện cười lên mở miệng hỏi cô biết tôi mẹ tôi thường xuyên nhắc với tôi về anh bà nói với tôi anh là ân nhân của bà anh đổi với bà rất tốt lục hân giao giải thích chỉ là tại sao anh lại xuất hiện ở đây tôi tới tô thành xử lý một số chuyện đúng lúc nghe mẹ cô nói cô gặp chút phiên toái cho nên tới đây nhìn Chúng ta tìm một chỗ ngồi một lúc đi, cô nói cụ thể sự việc với tôi, tôi xem thử có thể giúp cô giải quyết phiền phức hay không." Lâm Thanh Diện mở miệng. Lục Hân giao cảm thấy Lâm Thanh Diện lúc đó có thể ra mặt giúp cô ta cũng đã không dễ dàng rồi, nghe Lâm Thanh Diện nói như vậy, vốn là muốn cự tuyệt, có điều cô ta nghĩ đến mình bây giờ đã vào đường cùng, do so dự một chút, rồi gật đầu. Hai người cùng nhau đi về phía đám đông người vây xem đều dùng ánh mắt khác thường nhìn chầm trầm lục hân giao và lâm thanh diện nhỏ giọng thì thầm lục hân giao nhìn người ánh mắt của những người xung quanh bất đắc dĩ thở dài biết chuyện này đã không thể ngăn lại được nếu như lâm thanh diện cũng không có cách nào giúp cô ta vậy sợ rằng cô ta thật sự phải nghỉ học hai người đi tới ghế dài phía trước bên hô của trường học sau khi ngồi xuống lâm thanh diện bảo lục hân giao giải thích cảnh ngộ của mình chuyện này cũng là vì tôi quá ngốc nếu như ban đầu không tin lời của tên khốn kiếp Trương Minh, cũng sẽ không có những chuyện sau đó, Lục Hân Giao cúi đầu, nhìn qua hơi tiểu tủy. Thì ra trước kia Lục Hân Giao ở trong trường vẫn luôn rất châm lặng, nhiều nhất cũng chỉ có uông rỉu diểu, diểu ở trong ký túc xá bởi vì nhìn cô ta không vừa mắt, thỉnh thoảng sẽ gây ít rắc rối cho cô ta, để thuận lợi hoàn thành việc học, cô ta cảm thấy mình có thể chịu đựng. Khoảng thời gian trước Lục Hân Giao đã kết thúc tất cả chương trình học của mình, tiết kiệm được rất nhiều thời gian rảnh, cô ta muốn tìm ít việc làm, kiếm ít tiền tiêu vặt, cũng giảm bớt áp lực cho Tôn Tuệ Phương. Chính là lúc này, Trương Minh tìm tới Lục Hân Giao, nói có thể giới thiệu công việc cho cô ta. Lục Hân Giao từ nhỏ đến lớn đều ra sức học tập, tiếp xúc rất ít với con trai, Trương Minh trên danh nghĩa là muốn giới thiệu công việc cho Lục Hân Giao, thực tế là đang theo đuổi cô ta. Lục Hân Giao căn bản không có kinh nghiệm ở phương diện này, bị vài ba câu nói của Trương Minh bị mê hoặc, bản thân Lục Hân Giao ở độ tuổi thanh xuân cũng chỉ mới biết yêu, có con trai chủ động theo đuổi cô ta, cô ta làm sao có thể ngăn cản những cám dỗ này được. Cho nên không bao lâu, Lục Hân Giao đáp ứng làm bạn gái Trương Minh. Lúc mới bắt đầu, Lục Hân Giao cảm thấy giữa mình và Trương Minh coi như là yêu đương bình thường, cũng chỉ cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm, xem phim, nhiều nhất là nắm tay nhau. Nhưng không qua mấy ngày, Trương Minh bắt đầu tái máy tay chân với Lục Hân Giao, hơn nữa còn đưa ra thỉnh câu muốn đi thuê phòng lục hân giao cảm thấy trương minh còn sớm đã muốn làm loại chuyện này thật sự là có hơi nhanh bị dọa sợ cho nên cự tuyệt yêu cầu của trương minh trương minh sau khi bị cự tuyệt cũng không nói gì còn nói xin lỗi lục hân giao nói là mình kích động mong lục hân giao tha thứ cho anh ta lục hân giao thấy thái độ nhận sai của trương minh thành khẩn như vậy thì tha thứ cho anh ta tiếp tục duy trì quan hệ yêu đương với trương minh chỉ có điều từ đó về sau Lục Hân Giao cũng trở nên cẩn thận hơn. Ngày đó Trương Minh tìm được Lục Hân Giao, nói với cô ta rằng đã giúp cô ta tìm được việc làm thêm đặc biệt thích hợp, làm gia sư, tiền lương cũng không thấp, sau đó lấy ra một phần hợp đồng, bảo Lục Hân Giao ký tên ở bên trên. Lục Hân Giao xem phần hợp đồng kia, cảm thấy không có vấn đề gì, sau đó viết tên mình lên trên. Nhưng ngày hôm sau lúc Trương Minh đưa Lục Hân Giao đi làm, Lục Hân Giao ý thức được không đúng, Trương Minh lại mang Lục Hân giao tới quán ba, hơn nữa còn cho cô ta mặc váy cực ngắn, áo lót nhỏ, còn phải trang điểm quyến rũ. Lúc Lục Hân giao ý thức được chuyện này không đúng, lập tức chạy ra từ trong quán ba, Trương Minh đuổi kịp cô ta, nói cô ta đã ký hợp đồng, phải làm việc ở quán ba. Lục Hân giao chất vấn hợp đồng Trương Minh đưa mình ký không phải là làm gia sư sao, lúc này Trương Minh cười đều lấy ra một phần hợp đồng, cho Lục Hân giao xem, Lục Hân giao nhìn nội dung trên hợp đồng, Phát hiện đây lại là một bản khí ước bán thân. Trang cuối cùng của hợp đồng này, cùng với bản Lục Hân Giao ký tên giống nhau như đúc, bên trên đều viết một số chú ý không quan trọng. Bây giờ phần hợp đồng này và chữ ký của Lục Hân Giao ở cùng một trang, hoàn toàn không có bất kỳ tương phản nào. Lúc này Lục Hân Giao mới ý thức được mình bị Trương Minh lừa. Trương Minh nói chuyện yêu đương với Lục Hân Giao cũng bởi vì Lục Hân Giao dáng rất xinh đẹp, muốn lừa cô ta lên giường sau khi bị Lục Hân Giao cự tuyệt. Trương Minh nghĩ ra cách như vậy. Hợp đồng Lục Hân Giao đã ký, cô ta phải tới quán ba làm, công việc chủ yếu chính là bồi khách uống rượu. Lục Hân Giao cũng biết trong này trừ bồi uống rượu, khẳng định còn có chuyện khác, dĩ nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng nếu như cô ta không tới làm, vậy thì nhất định phải bồi thường 900 triệu cho Trương Minh, nếu không Trương Minh sẽ kiện Lục Hân Giao ra tòa, theo hợp đồng mà nói. Trương Minh để Lục Hân Giao làm việc cũng không có vấn đề gì, lúc ấy ký hợp đồng chỉ có hai bọn họ, nếu Lục Hân Giao giải thích, Trương Minh hoàn toàn có thể nói là Lục Hân Giao đang bịa chuyện, xác suất Lục Hân Giao thăng rất thấp, hơn nữa cô ta căn bản không có tiền mời luật sư. Chú của Trương Minh là chủ nhiệm hội sinh viên, sau ngày đó, Trương Minh dẫn Lục Hân Giao đi gặp chú của anh ta, hai người cùng uy hiếp Lục Hân Giao, bắt Lục Hân Giao hoặc là thường tiền, hoặc là ngủ với hai người họ, nếu không Lục Hân Giao không chỉ bị kiện ra tòa, còn bị trường đuổi học, ba năm học của cô ta cũng coi như mất hết. Trương Minh và chú của anh ta cho Lục Hân Giao thời gian quyết định là một tuần, sau một tuần nếu như Lục Hân Giao còn chưa ra quyết định, sẽ khai trừ cô đồng thời kiện cô ra tòa. Nghe Lục Hân Giao nói xong, Lâm Thanh Diện cũng nhíu mày, không nghĩ tới Trương Minh đó lại âm hiểm như vậy, rõ ràng vẫn chỉ là một sinh viên, nhưng lại nghĩ ra thủ đoạn hiểm ác này. Tôi thật sự là hết đường rồi, mới cần tiền của mẹ tôi, với sự nham hiểm của Trương Minh, cho dù tôi đáp ứng ngủ với bọn họ, bọn họ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Nếu quả thật là như vậy, đời này của tôi sẽ bị hủy hoại, Lục Hân Giao đầy tuyệt vọng nói. Lâm Thanh Diện gật đầu với Lục Hân Giao, an ủi cô không cần lo lắng, nếu đã biết ngọn nguồn của chuyện này, vậy tôi sẽ không để bọn họ được như ý. Cô là con gái của chị Tôn, cũng chính là em gái tôi, tôi sẽ làm chỗ dựa cho cô. Đôi mắt Lục Hân Giao đỏ hoe, ánh mắt đầy cảm kích nhìn Lâm Thanh Diện. Đi thôi, dẫn tôi tới phòng làm việc của hiệu trưởng, Chuyện này đối với danh tiếng của cô đã tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cũng chỉ có hiệu trưởng mới có thể ra mặt giải thích thay cô, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Lục Hân giao ngây ra, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện vừa mở miệng đã muốn đi tìm hiệu trưởng, Đại học Tô Thành là đại học top đầu trong nước, thân phận của hiệu trưởng ở đây đều không đơn giản, không có thực lực nhất định, căn bản không thể để hiệu trưởng ra mặt. Hơn nữa chú của Trương Minh là chủ nhiệm hội sinh viên, dường như tương đương với chân chó của hiệu trưởng, có chuyện gì Hiệu trưởng khẳng định cũng sẽ nói giúp bọn họ mới đúng. Có điều bây giờ người cô ta có thể dựa vào chỉ có Lâm Thanh Diện, nếu Lâm Thanh Diện nói như vậy, át hẳn là có cách, vì vậy dẫn Lâm Thanh Diện đi về phía phòng làm việc của hiệu trưởng. Trên đường tới trước tòa nhà hành chính, Trương Minh và chú của anh ta, Trương Bách Phát, đang đi nhanh về phía tòa nhà hành chính. Không ngờ tới vẫn có người dám giúp lục hân giao, thật là không coi chủ nhiệm hội sinh viên như tôi ra gì, Trương Bách Phát lạnh lùng nói. Chú, người kia nhìn không giống người trong trường chúng ta, có điều mặc kệ anh ta là ai, Lục Hân Giao chắc chắn cũng chạy không thoát, chúng ta chỉ cần để Lục Hân Giao nếm đau khổ là được, cũng vì con điểm thúi này, điện thoại cháu vừa mới mua đã không còn, lần này nhất định không thể bỏ qua cho cô ta. Trương Minh hung ác nói, cái này cháu yên tâm, quan hệ giữa chú và hiệu trưởng không phải kiểu tùy tiện, muốn đổi một sinh viên, cùng lắm chỉ là một câu nói, huống chỉ còn là một sinh viên không kiểm điểm, hiệu trưởng khẳng định cũng sẽ không giữ lại loại người như vậy trong trường học, Trương Bách Phát mở miệng nói. Trương Minh gật đầu, trong lòng cười lạnh một tiếng, suy nghĩ trước tiên cứ để Lục Hân Giao nếm đau khổ, còn về tên đàn ông cho anh ta một đấm kia, anh ta tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua. Hai người cùng đi vào trong tòa nhà hành chính, chương 380, phải có một cách giải quyết văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt, nghiêm túc lắng nghe người bên kia nói. Được ạ, à, anh Trình Quân, tôi nhất định sẽ thực hiện theo lời anh nói. Cảm ơn anh đã tài trợ 600 tỷ cho trường chúng tôi để chúng tôi có đủ kinh phí phát triển sự nghiệp giáo dục. Tôi đang cân nhắc dành vị trí giáo sư danh dự của trường cho anh, không biết anh có đồng ý không? Giọng hiệu trưởng vô cùng cung kính, như thể đang nói với một vị lãnh đạo lớn nào đó. Vâng, nếu không còn việc gì nữa thì anh làm việc trước đi, tôi không làm phiên nữa, có thời gian mời anh tới trường chúng tôi chơi nhé." Nói xong câu cuối cùng, hiệu trưởng cúp máy, đặt xuống rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên nói chuyện với những ông chủ lớn vẫn còn rất nhiều áp lực. Ông ta vừa mới đặt điện thoại xuống không bao lâu thì lại có người gõ cửa văn phòng. "Vào đi." Hiệu trưởng lập tức khôi phục vẻ uy nghiêm mà một người hiệu trưởng nên có, thái độ cung kính khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Cửa phòng bị đẩy ra, chủ nhiệm hội học sinh và Trương Minh cùng nhau đi vào. Hiệu trưởng nhìn chằm chằm hai người bọn họ, sau đó hỏi, làm sao mà hoảng sợ vậy? Trương Bách Phát và Trương Minh đều nhìn hiệu trưởng, sau đó Trương Minh nói, hiệu trưởng, nhất định phải đuổi học một vài học sinh trong trường chúng ta, nếu không thanh danh trường chúng ta sẽ bị hủy hoại. Hiệu trưởng nghe Trương Minh nói vậy thì cao mày hỏi, học sinh nào? Trương Bách Phát lập tức thêm mắm thêm muối vụ oan cho Lục Hân Giao, nói cô ấy công khai nhận khách trong trường thậm chí còn lén lút chạy tới ký túc xá nam những chuyện này đã lan truyền khắp trong trường bây giờ ngay cả người ngoài trường cũng nghe nói tới chuyện này đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến danh tiếng của trường nếu tôi nhớ không nhầm thì lục hân giao chẳng phải là học sinh có thành tích học tập xuất sắc đó sao sao có thể như những gì hai người nói được hiệu trưởng nhíu mày hỏi hiệu trưởng tất cả đều là do cô ta giả vờ thôi Mới hôm nay một khách hàng của cô ta còn vào trường đánh em giúp cô ta. Thầy xem mặt em này, bây giờ nó vẫn còn đang sưng đây, chỉ vì em nói ra sự thật mà bị đánh ác độc thế này, điện thoại em còn bị người đó đập vỡ nữa. Anh ta khăng khăng nói rằng trong điện thoại em có hình ảnh bất nhã của họ, nhưng đó là hình em tìm được trên mạng, họ dám làm mà không dám nhận, thật đúng là không biết xấu hổ, Trương Minh tiếp lời vu khống. Hiệu trưởng nghe Trương Minh nói xong thì đập bàn rồi hét lớn, lẽ nào có lý đó? không ngờ trường tôi lại có học sinh như này đúng là xấu hổ cho đại học tô thành của tôi trường chúng ta không được thể giữ loại người này được chủ nhiệm trương anh đi thông báo đuổi học sinh này sau đó gọi học sinh đó đến phòng làm việc của tôi tôi muốn xem xem cô ta ngông cuồng đến đâu lời hiệu trưởng vừa dứt thì cửa văn phòng bị người nào đó đá tung ra ầm một tiếng ba người bên trong đều sửng sốt sau đó đồng loạt nhìn ra cửa lâm thanh diện cùng lục hân giao từ ngoài bước vào vẻ mặt âm trầm, anh nói, hôm nay có tôi ở đây, tôi xem ai dám đuổi cô ấy. Trương Bách Phát và Trương Minh thấy Lâm Thanh Diện dẫn Lục Hân Giao vào văn phòng hiệu trưởng thì cũng sững sờ, nhưng sau đó cả hai đều cười khẩy, Lâm Thanh Diện chủ động đưa Lục Hân Giao tới đây, họ cũng đỡ phải đi tìm. Hai người vẫn còn mặt mũi tới đây tìm hiệu trưởng cơ à, đúng là không biết xấu hổ. Trương Minh hét lên với Lâm Thanh Diện và Lục Hân Giao, sau đó quay lại nói với hiệu trưởng, hiệu trưởng, người đàn ông này chính là khách của Lục Hân Giao, vừa nãy anh ta không chỉ đánh em mà còn đập hỏng điện thoại của em, bây giờ hai người họ lại còn tới đây để gây rối nữa, đúng là quá kiêu ngạo. Từ lời của Trương Minh, Trương Bách phát nhận ra kẻ đột nhiên xông vào này là ai, vội vàng phụ họa, hiệu trưởng, ông nhìn xem, Lục Hân Giao đúng là gan to bằng trời, còn dám đưa khách của mình tới trường gây rối. Cô ta coi trường học là nơi nào chứ, loại học sinh này tuyệt đối không thể tiếp tục giữ lại trường nữa. Hiệu trưởng nghe Trương Minh và Trương Bách Phát nói vậy thì khuôn mặt âm châm gần như có thể nhỏ ra thành nước. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diệt, nhưng mắt lại nhìn vào Lục Hân Giao phía sau anh. Tức giận nói, Lục Hân Giao, tôi luôn nghĩ em là học sinh có thành tích học tập xuất sắc và là tấm gương cho các bạn học khác. Không ngờ em lại làm ra chuyện này, cho dù thành tích học tập của em có tốt hơn nữa nhưng em không biết kiểm điểm thì cũng không thể trở thành giường cột của quốc gia. Tôi không cho phép những học sinh như em xuất hiện trong trường chúng tôi em đã bị đuổi. lục hân giao nghe thấy lời này của hiệu trưởng thì vội vàng tiến về phía trước rồi giải thích hiệu trưởng không phải như thầy nghĩ đâu ạ à. em bị vu oan em chưa bao giờ làm chuyện đó là do trương minh và thầy chủ nhiệm hội học sinh đã hãm hại em. hừ em vẫn còn muốn nguy biện sao? sao thầy chủ nhiệm hội học sinh lại có thể hãm hại học sinh chứ? chuyện của em tôi cũng đã nghe nói chuyện này không có lửa làm sao có khói em nguy biện cũng vô ích hiệu trưởng nói chắc như đinh đóng cột. Trương Bách Phát và Trương Minh thấy hiệu trưởng không hề tin lời Lục Hân Giao thì nở nụ cười miệng, vui sướng khi thấy người gặp họa mà nhìn Lục Hân Giao đang tuyệt vọng. Là người đứng đầu một trường học, không phân biệt được tốt xấu, dựa vào lời nói một phía của họ mà đã định đuổi học một sinh viên thì ông có tư cách gì để tiếp tục ngồi vào vị trí hiệu trưởng này? Lâm Thanh Diện nhìn vào hiệu trưởng rồi lạnh lùng nói. Hiệu trưởng nghe Lâm Thanh Diện nói vậy thì cũng chừng mắt lên quát, sao tôi lại không phân biệt được tốt xấu? Đây là kết quả điều tra của chủ nhiệm hội học sinh, chẳng lẽ còn có thể giả được? Anh có tư cách gì mà trách măng tôi? Kết quả điều tra của chủ nhiệm hội học sinh, ông đúng là nhàn rỗi thật đấy, Hắn nói gì là cái đó, nếu chuyện vụ oan cho lục hân giao này là hắn làm thì sao? Ông là hiệu trưởng mà đến thái độ tự mình điều tra cũng không có à? Lâm Thanh Diện chất vấn. Trương Bách Phát thấy Lâm Thanh Diện nói vậy thì vội phản bác, hiệu trưởng bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian lo những chuyện vặt vãnh này hơn nữa anh cũng đừng có vụ oan cho tôi học sinh này có hành vi không đúng mực lẽ nào là do tôi làm tôi thấy anh đến đây chỉ để cố tình gây sự đấy ha ha lừa hân giao ký vào hợp đồng không phải các người sao không biết các người có mang theo bản hợp đồng đó không lâm thanh diện cười khấy anh vừa nói lời này xong trương minh vô thức sờ sờ sau lưng quân lâm thanh diện chú ý tới hành động này của cậu ta hai mắt đột nhiên nheo lại hợp đồng gì anh nói linh tỉnh gì thế? Mau cút đi, đây là văn phòng hiệu trưởng, không phải nơi anh có thể thoải mái dương oai. Trương Bách phát hét lớn. Hiệu trưởng cũng cảm thấy Lâm Thanh Diện dẫn người xông vào chất vấn mình, còn nói mình không có tư cách làm hiệu trưởng thì trong lòng khá tức giấc, cũng không định cho Lục Hân giao cơ hội giải thích. Các người mau ra ngoài đi, chuyện này cứ quyết định như vậy, trường chúng tôi không thể tha thứ cho loại học sinh làm mất uy tín của trường. Hôm nay học sinh này sẽ bị đuổi học, ai trong số các người tới nói cũng vô dụng, mau ở đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tới. Hiệu trưởng cũng giận đùng đùng, chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện. Lục Hân Giao thấy hiệu trưởng kiên quyết như vậy thì lập tức tuyệt vọng, cô biết chuyện này đã không thể xoay chuyển được nữa. Cô đưa tay kéo Lâm Thanh Diện nói, anh Lâm Thanh Diện, chúng ta không đấu lại bọn họ đâu, hay là thôi đi, lần này em cũng chỉ đành nhận mệnh. Chỉ là ba tạp trùng thôi, anh cũng chẳng để vào mắt, anh nhất định khiến họ trả lại trong sạch cho em, cho dù là hiệu trưởng, nếu không nói lý thì anh sẽ cho ông ta hiểu cái giá phải trả của sự lơ là nhiệm vụ trong giọng lâm thanh diện mang theo sát khí đáng sợ. Anh xoay người xông về phía Trương Minh, sau đó nắm lấy cánh tay cậu ta, quay người cậu ta lại, ven áo lên, nhìn thấy bản hợp đồng thì rút ra. Thấy hợp đồng bị lấy mất, Trương Minh ngạc nhiên kêu lên, con mẹ mày, sao mày lại cướp đồ của tao, hiệu trưởng, thầy mau gọi bảo vệ đi, gọi bảo vệ bắt anh ta đi. Hiệu trưởng thấy Lâm Thanh Diện dám công khai cướp đồ trong văn phòng mình thì lập tức tới trước bàn, cầm điện thoại lên gọi cho bảo vệ. Lâm Thanh Diện ném hợp đồng xuống bàn, lạnh lùng nói: "Ông nên xem qua hợp đồng trước đi, sau đó hãy quyết định có nên gọi bảo vệ hay không." Nhìn bản hợp đồng trước mắt, hiệu trưởng dừng lại không nhấc điện thoại nữa mà quay người cầm bản hợp đồng. "Hiệu trưởng, đó là đồ dùng cá nhân của em, không phải hợp đồng gì đó, thầy đừng nghe anh ta nói linh tinh." Trương Minh định lao lên cướp lại hợp đồng trên bàn thì Lâm Thanh Diện đã trực tiếp đá vào người Trương Minh. Hiệu trưởng cầm bản hợp đồng lên xem, sau khi nhìn thấy nội dung trên đó cũng ngạc nhiên mở to mắt. Lục Hân Giao, không ngờ em lại ký vào hợp đồng đến quán ba làm công việc này, em còn muốn tranh luận cho bản thân nữa, lẽ nào em không biết phụ nữ đến đó làm việc này là những người thế nào sao? Hiệu trưởng quát Lục Hân Giao. Ban đầu Trương Bách Phát và Trương Minh nghĩ rằng hiệu trưởng sẽ thay đổi thái độ sau khi nhìn thấy hợp đồng, không ngờ bản hợp đồng này lại khiến ông ta càng tin Lục Hân Giao là một học sinh không biết chừng mực. Lâm Thanh Diện cũng nghỉ ngờ liếc nhìn hiệu trưởng, tự hỏi làm sao người này có thể trở thành hiệu trưởng thế. Ông nhìn vào cái tên được lý trên hợp đồng đi, là Trương Minh và Lục Hân Đao, điều này có nghĩa là gì lẽ nào ông không biết sao? Lâm Thanh Diện nói, lúc này hiệu trưởng mới chú ý trên này còn có tên của Trương Minh, và chợt nhận ra sơ suất của mình. Nhưng dù chuyện của Lục Hân Đào thực sự có liên đua an đến Trương Minh Hát Hát thì cũng không đến lưu ọt người ngoài như Lâm Thanh Diện lo liệu. Hơn nữa ông ta cảm thấy Lâm Thanh Diện nói vậy khiến mình rất mất mặt, vì vậy ông ta không muốn nói chuyện này bây giờ. Không cần biết trên bản hợp đồng này là tên ai, chuyện này là chuyện của trường chúng tôi, không tới lượt người ngoài như cậy lo liệu. Tôi sẽ điều tra lại chuyện này sau, còn bây giờ cậu mau ra ngoài cho tôi, còn việc đuổi học Lục Hân Giao, có thể hoãn lại hai ngày rồi thông báo, hiệu trưởng lạnh lùng nói. Thấy hiệu trưởng rõ ràng có thái độ thiên vị Trương Bách Phát và Trương Minh, Lâm Thanh Diện bùng nổ, anh bước tới, đóng cửa văn phòng lại. Hôm nay nhất định phải có cách giải quyết cho chuyện này, nếu không ba người các người, đừng ai mong ra khỏi văn phòng này. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 380